2.5. Đối với cá nhân theo 3 mức bằng khen áp dụng cho các cá nhân tiêu biểu xuất sắc căn cứ vào từng loại hình công việc thực tế được giao đảm nhận các tổ bộ phận xét từ cao xuống thấp. Các khoản tiền phụ cấp và trợ cấp, tiền công tác phí. Tiền công tác phí là tiền mà cán bộ công nhân viên người lao động đi công tác giải quyết các công việc của công ty được thanh toán như sau. Tiền vé tàu xe máy bay nếu có chứng từ kèm theo, không áp dụng đối với vị trí công tác mà công ty có xe vận tải của công ty thường xuyên qua lại. Tiền công tác, tiền ăn và tiền nghỉ là 200.000 đồng trên ngày trên người. Giấy công tác do trạm trưởng hoặc trưởng bộ phận điều đi công tác ký xác nhận của nơi đến làm việc. Nếu ở công ty có xác nhận của trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận điều đi và ký xác nhận của nơi đến. Nghỉ chờ việc, trường hợp nghỉ do lỗi của người lao động thì không được hưởng lương. Quy định khác, người lao động nghỉ giải quyết việc riêng ngoài phép thì không được hưởng lương. Trường hợp nghỉ bù nhưng vẫn thuộc vào ngày công ty quy định đi làm thì không được hưởng lương và các khoản phụ cấp khác. Thời gian trả lương, công ty thực hiện thanh toán lương một quý một lần nhằm đảm bảo cho người lao động giữ được thu nhập của mình, hạn chế việc vi phạm các tệ nạn xã hội như cờ bạc rượu chè. Hàng tháng, người lao động được ứng lương để phục vụ công việc cá nhân của mình theo quy định. Các trạm chỉ được giải quyết ứng lương tối đa 2 triệu đồng trên một tháng trên một người. Trường hợp ứng lương có giá trị lớn hơn 2 triệu đồng thì phải được giám đốc công ty phê duyệt. Chương 5 tổ chức thực hiện. Quy chế tiền lương 2017 áp dụng tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Hàn kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Các quy định trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ. Các đồng chí trưởng phòng, cơ quan công ty, trạm trưởng, các trạm, tổ trưởng các tổ có trách nhiệm phổ biến quy chế này đến từng người lao động thuộc phạm vi quản lý của mình để người lao động được biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh ngoài các quy định nêu trên thì các phòng, trạm, tổ báo cáo gửi phòng hành chính nhân sự công ty, phòng hành chính nhân sự có trách nhiệm tổng hợp các vấn đề phát sinh phối hợp cùng với phòng tài chính thống nhất điều chỉnh để trình giám đốc công ty quyết định và làm cơ sở thực hiện. Đấy là toàn bộ các cái quy chế tiền lương cũng như là cái mức lương của các bộ phận lương khoán và lương thời gian. Đấy thì tôi đã thông qua. Thì các đồng chí có nào có thắc mắc thì sẽ có ý kiến. Tôi sẽ trong cái quy chế này. Đây là dự thảo. Tiếp theo thì đề nghị toàn thể anh em cán bộ công nhân viên chúng ta cho những cái đóng góp và gửi lên trên ban tổ chức ạ. Và ai có ý kiến thì giơ tay, tôi sẽ mang mic đến tận nơi cho các đồng chí có ý kiến ạ. Thế là yêu cầu các đồng chí là hiểu rõ, không có lại nhầm ở mời các anh lên đây để chả đả động đến công ty Quang Minh, công ty Quang Long thế nào. Đây tôi đính chính lại cho các đồng chí để các đồng chí nắm rõ. Anh Bắc là trạm trưởng Mỹ Đình ạ. Anh Sơn trạm trưởng Thanh Trì. Và anh Tuấn trạm trưởng Hà Nam. Anh có ý kiến gì không ạ? Tất cả các đồng chí công nhân đây nhé, đồng lương nó đều là sát sườn các đồng chí vào quy chế sát sườn các đồng chí đấy, nên các đồng chí có vấn đề gì thì các đồng chí mạnh dạn lên để bảo vệ quyền lợi của mình nhé. Tôi yêu cầu đồng chí giới phát biểu đòi hỏi về cái chế độ tài xế của xe ben trước đây, vì tôi ở đây tôi nghe thấy là đồng chí ở dưới thề thào 6 năm hay 10 năm hay chạy xe ben thì đấy mà đồng lương không đáp ứng được. Thì yêu cầu đồng chí giới có ý kiến. Anh giới đang ở đâu ạ? Hùng, anh Đỗ Tuấn Hùng lên phát biểu về cái tổ xe ben của anh xem nào. Các công ty bên ngoài là chúng ta không để cho anh em thiệt thòi. Thì qua cái thảo luận mới được hai đồng chí thôi về tổ xe ben và tổ sửa chữa, còn lại còn rất nhiều tổ giờ nghỉ chưa, thì tôi yêu cầu các đồng chí chúng ta ăn trưa
Sau đó đúng 1 giờ 30 phút là toàn thể anh em chúng ta có mặt để chất vấn về vấn đề quyền lợi của các đồng chí. Sau đó đến 14 giờ là chúng ta nghỉ giải lao và 17 giờ là chúng ta bắt đầu đón tiếp khách. Rồi thì yêu cầu các đồng chí là chúng ta khẩn trương hết giờ nghỉ này là chúng ta đi ăn, xong chúng ta tập trung, nếu càng sớm càng tốt. Thì cho 1 giờ 30 là chúng ta phải có mặt ở đây để chúng ta ăn. Và tiền ăn trưa thì báo cáo các đồng chí là công ty sẽ phát cho mỗi người 50.000 đồng ăn trưa và tự túc đi ăn bún chả hay đi ăn cái gì hoặc là đi ăn lẩu góp nhau lại, đấy là do quyền các đồng chí. Nhưng trong phép là 1 giờ 30 phải có mặt ở trong môi trường. Còn về tiền để lấy đi ăn trưa thì yêu cầu các trạm trưởng, các kế toán trưởng của các đơn vị gặp trực tiếp kế toán trưởng công ty và thủ quỹ công ty để lấy tiền đi ăn trưa cho anh em. Trong công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị mình phải lập bảng kê chi tiết công cụ dụng cụ mua sắm mới, thời gian dự kiến phân bổ và chi phí sản xuất gửi về phòng tài chính kế toán công ty theo dõi hạch toán. Về công tác thanh toán thu hồi vốn vay của công ty, phòng tài chính kế toán theo dõi và tính lãi vay hàng tháng với chi nhánh và đôn đốc chi nhánh để tất toán thu hồi vốn vay mà công ty cho chi nhánh vay. Điều 19, quản lý tài sản cố định. Giám đốc chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty, chủ tịch hội đồng quản trị công ty về việc quản lý khai thác có hiệu quả máy móc thiết bị, các loại tài sản cố định khác tại chi nhánh. Nếu để xảy ra mất mát phải chịu trách nhiệm bồi thường. Giám đốc chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước công ty về việc quản lý tài sản của đơn vị mình, việc mua sắm bổ sung tài sản cố định. Khi được đầu tư, chi nhánh phải lập kế hoạch tùy theo quy mô giá trị tài sản đầu tư gửi về cơ quan chức năng của công ty xem xét trình giám đốc phê duyệt thực hiện. Khi có phê duyệt, chi nhánh tự mua sắm và làm thủ tục ghi tăng tài sản cố định và báo cáo công ty để theo dõi và chuyển nguồn vốn đầu tư cho hợp lý. Trong trường hợp công ty đầu tư trực tiếp cho chi nhánh, khi đó công ty sẽ ghi gia tăng tài sản cho chi nhánh được đầu tư theo quy định. Điều 20, khấu hao tài sản cố định. Đối với tài sản cố định do công ty quản lý, hàng tháng công ty sẽ trích khấu hao tài sản cố định cho chi nhánh đang sử dụng tài sản của công ty, mức trích khấu hao theo quy định. Chi phí khấu hao tài sản cố định được hạch toán giá thành sản xuất của chi nhánh. Đối với tài sản cố định do chi nhánh tự đầu tư mua sắm thì việc trích khấu hao phải theo quy định hiện hành. Chi phí khấu hao được tính vào giá thành sản phẩm. Điều 21, sửa chữa lớn tài sản cố định và sửa chữa nhỏ tài sản cố định. Việc sửa chữa lớn tài sản cố định từ 5 triệu trở lên phải có kế hoạch sửa chữa kiểm định tình hình hư hỏng của máy móc thiết bị theo quy trình quản lý và sử dụng máy móc thiết bị của công ty. Việc sửa chữa lớn tài sản cố định phải được giám đốc công ty phê duyệt thì chi phí sửa chữa đó mới được chấp nhận và chi phí đó chi nhánh có trách nhiệm hạch toán vào giá thành theo quy định. Đối với chi phí sửa chữa nhỏ hơn 5 triệu thì chi nhánh được quyền quyết định thanh toán và đưa vào giá thành sản xuất kinh doanh. Điều 22, thanh lý và nhượng bán tài sản cố định. Đối với những tài sản mà nguồn đầu tư mua sắm của chi nhánh đã không hao hết giá trị mà vẫn còn sử dụng được thì chi nhánh theo dõi và sử dụng nhưng không được trích khấu hao. Trường hợp chi nhánh muốn trích khấu hao phải báo cáo với hội đồng định giá tài sản để đánh giá lại giá trị của tài sản đưa vào trích khấu hao. Khấu hao hết giá trị mà hư hỏng không sử dụng được, lập văn bản gửi về cho công ty để làm thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định hiện hành và ghi giảm vốn cho chi nhánh. Chi phí vật liệu đầu vào, chi nhánh được quyền chủ động trong việc mua bán nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu tư vào đảm bảo cho sản xuất kinh doanh, nhưng giá cả phải cạnh tranh nhất để đảm bảo hiệu quả cho sản xuất kinh doanh của chi nhánh. Chi phí tiền lương trên cơ sở sản xuất kinh doanh thực tế của chi nhánh, giám đốc chi nhánh cân đối lập phương án chi trả cho người lao động tham gia sản xuất kinh doanh của chi nhánh nhưng không vượt quá quy lương thực hiện sản xuất kinh doanh. Các chi phí khác chi nhánh được chủ động chi phí giao dịch, tìm kiếm công việc và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, nhưng phải tuân thủ đúng các quy định quản lý tài chính để sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi. Điều 24, công tác kiểm tra. Công ty sẽ thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành chế độ chính sách pháp luật, chấp hành quy chế của công ty tại chi nhánh. Công ty có quyền xuất toán những khoản chi không hợp lệ, không đúng với chế độ chính sách nhà nước hiện hành. Giám đốc, kế toán trưởng chi nhánh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm
giám đốc công ty, hội đồng quản trị trước pháp luật về mọi sai phạm trong hoạt động tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị mình. Điều 25, các khoản trích nộp, các chi nhánh tự quan hệ và làm nghĩa vụ ngân sách với địa phương trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp qua công ty để tổng hợp trích nộp theo quy định của luật doanh nghiệp và phân bổ mức thuế 26 phân phối thu nhập. Sau khi kết quả sản xuất kinh doanh được công ty và cơ quan chức năng xác định, chi nhánh tiến hành phân phối như sau: nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật. Việc trích lập các quỹ tại chi nhánh phải thực hiện theo quy định như sau: có phiếu trình các phòng chức năng trích quỹ từ nguồn nào, sử dụng vào mục đích gì. Sau khi được phê duyệt, khi đó các chi nhánh mới tiến hành trích quỹ. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ, chi nhánh nào kinh doanh đạt hiệu quả cao, có lợi nhuận, công ty sẽ chủ trương phân bổ lợi nhuận cho chi nhánh đó để khuyến khích các chi nhánh hoạt động tốt và tiết kiệm chi phí. Việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã được phân bổ do các chi nhánh tự quyết định trên cơ sở công bằng và khuyến khích sản xuất phát triển. Công tác xã hội, điều 27. Công tác xã hội của các chi nhánh có nghĩa vụ tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội như đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, v.v. tại địa phương nơi chi nhánh đặt trụ sở giao dịch hoặc thông qua các tổ chức khác thuộc công ty để thống nhất thực hiện. Chương 3 là tranh chấp giải quyết hợp đồng, chia tách, sát nhập và chấm dứt hoạt động của chi nhánh. Điều 28. Khi xảy ra tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa hai bên hoặc nhiều bên, giám đốc chi nhánh có trách nhiệm thương lượng giải quyết và thỏa thuận với các bên. Nếu không đạt được thỏa thuận thì báo cáo giám đốc công ty để có chỉ đạo thực hiện. Trường hợp công ty không giải quyết được thì việc tranh chấp hợp đồng sẽ thực thi theo pháp luật nhà nước hiện hành. Điều 29. Việc chia tách sáp nhập các chi nhánh do chủ tịch hội đồng quản trị công ty quyết định dựa trên cơ sở nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và quy mô hoạt động của công ty. Điều 30. Giải thể chấm dứt hoạt động của các chi nhánh được thực hiện trong các trường hợp sau: đơn vị không thực hiện được các nhiệm vụ do công ty quy định sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết để giải quyết khắc phục, sản xuất kinh doanh bị thua lỗ kéo dài, mất khả năng chi trả và thanh toán các khoản nợ đến hạn, hoạt động chi nhánh vi phạm nghiêm trọng pháp luật của nhà nước. Chương 4, điều khoản thi hành. Điều 31, quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các văn bản trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ trong quá trình thực hiện. Nếu có phát sinh, công ty sẽ sắp xếp sửa đổi cho phù hợp. Thành tốt công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao và đóng góp phần quan trọng trong việc hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo đời sống cho công nhân viên, người lao động. Căn cứ lao động căn cứ và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty và mức độ đóng góp người lao động theo nguyên tắc rồi, tôi làm nhiều làm ít thưởng ít, làm công việc gì trước rồi thì ra tiền này, tôi ông đánh lôi ra nhau thay đổi công việc các chức năng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do nhà nước quy định, tiền lương hàng tháng được lập theo bảng chi lương có đầy đủ chữ ký theo quy định, tiền lương được giao thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình. Hàng tháng, các bộ phận theo dõi chấm công gửi cho kế toán trạm để làm lương. Kế toán trạm căn cứ khối lượng bê tông xuất bán thực tế của trạm và mức khoán theo từng bộ phận, ngày công tham gia các tổ để lập bảng lương cho trạm mình. Trả lương kinh doanh là hình thức trả lương theo doanh thu bán hàng, tiền về của từng cán bộ kinh doanh đi cùng với kế toán công nợ. Lương thử việc, người lao động khi được công ty tuyển dụng có thời gian thử việc từ 1 đến 3 tháng, tùy theo công việc đảm nhận từng vị trí tuyển dụng mà trưởng bộ phận có đề xuất gửi công ty xem xét trình giám đốc phê duyệt thực hiện. Trong thời gian thử việc, người lao động được hưởng mức lương 3,5 triệu đồng trên một tháng. Cách tính lương theo các hình thức: tính lương theo thời gian khối gián tiếp, lương thời gian bằng mức lương cơ bản chia số ngày hành chính trên tháng nhân với thời gian làm việc thực tế đi làm ngày công. Ngoài mức lương cơ bản được hưởng các khoản phụ cấp ăn ca theo quy định của công ty, mức phụ cấp ăn ca là 15.000 đồng trên bữa trên một ca. Trường hợp làm thêm đăng ký với nhà bếp để đảm bảo. Tính lương sản phẩm theo phụ lục 1 đính kèm quy chế này. Đối với khối lương sản phẩm, đối với khối trực tiếp sản xuất, đối tượng trả lương đối với tổ xúc lật là 2 người trên một trạm, lương cơ bản là 1 triệu một tháng,
lương sản phẩm là 500 đồng trên một mét khối. Bê tông với sản lượng nhỏ hơn 15.000 mét khối một tháng và 550 đồng trên một mét khối đối với sản lượng từ lớn hơn 15.000 mét khối một tháng. Về tổ điều hành, hai người trên trạm, tổ trưởng, lương cơ bản và nhân viên đều 1 triệu một tháng. Lương sản phẩm 600 đồng trên một mét khối, với tổ trưởng được thêm 100 đồng một mét khối. Tổ vận hành 4 người trên một trạm, tổ trưởng và các nhân viên 1 triệu lương cứng một tháng. Lương sản phẩm là 600 đồng trên một khối. Riêng phụ trạm lương cơ bản là 5 triệu rưỡi. Về quản lý chất lượng, hai người trên một trạm, tổ trưởng là 1 triệu lương cứng, nhân viên 1 triệu lương cứng, lương sản phẩm là 800 đồng trên một mét khối, riêng tổ trưởng được thêm 100 đồng trên một mét khối. Về tổ thí nghiệm, 12 người trên một trạm, lương cơ bản là 1 triệu trên một người một tháng, lương sản phẩm là 800 đồng trên một khối một tháng và tổ trưởng được thêm 100 đồng trên một mét khối. Tổ thí nghiệm 12 người trên một trạm, tổ trưởng và các nhân viên lương cơ bản là 1 triệu trên một tháng, lương sản phẩm là 700 đồng trên một mét khối trên một người. Phụ cấp trách nhiệm cho tổ trưởng là 100 đồng trên một mét khối. Tổ chốt khối lượng 4 người trên một trạm, tổ trưởng 1 triệu đồng lương cơ bản, lương sản phẩm là 450 đồng trên 1 mét khối, riêng tổ trưởng phụ cấp trách nhiệm được thêm 100 đồng trên 1 mét khối. Phụ cấp điện thoại hàng tháng là 1 triệu 500 nghìn đồng trên một tháng. Để tổ bơm tĩnh 6 người trên tổ, bao gồm cả một lái xe, lương lái xe là 1 triệu cơ bản và các tổ viên đều 1 triệu cơ bản. Lương sản phẩm là 3.000 đồng đối với lái xe trên một khối. Vận hành là 3.400 đồng trên một mét khối. Các nhân viên là 3.000 đồng trên một mét khối. Nếu khi thực hiện có 4 người thì được hưởng lương 5 người theo khối lượng từng ngày bơm. Nếu như khi tăng cường làm ngày nào chốt ngày đó, tiền mà các đồng chí tăng cường được hưởng sẽ trừ vào lương của tổ bơm chính ngày hôm đó. Để bơm cần 37 đến 42, 3 người trên một xe, khoán lương 24 triệu đồng trên một tháng một bơm cho, với điều kiện trong tháng đạt từ 1.700 mét khối trên một tháng. Nếu không đạt 1.700 mét khối trên tháng thì được hưởng 80% mức khoán, nếu đạt lớn hơn được hưởng thêm 1.800 đồng trên một mét khối. Nếu khi thực hiện chỉ có 2 người thì được hưởng lương 3 người. Bơm cần 52, lương lái xe và lương vận hành khoán là 26 triệu trên một tháng trên một bơm với 3 người, với điều kiện trong tháng đạt 3.000 mét khối. Nếu không đạt 3.000 mét khối một tháng được hưởng 80% mức khoán, nếu đạt lớn hơn được hưởng tăng thêm 2.000 đồng trên một mét khối trên người. Nếu khi thực hiện có 2 người thì được hưởng lương 3 người. Về tổ cần phân phối, 3 người trên một tổ khoán gọn 33 triệu trên một cần một tháng. Ngoài ra tùy theo đặc thù của công việc, giám đốc sẽ có quyết định sau. Nếu hai người thực hiện mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ thì vẫn được hưởng lương của 3 người. Về xe vận chuyển bê tông, tổ trưởng được phụ cấp trách nhiệm 500.000 đồng trên một tháng. Với xe lớn hơn 10 mét khối, lương cơ bản là 1.2 triệu. Lương sản phẩm một chuyến là 75.000 đồng. Phụ cấp điện thoại là 100.000 đồng trên một tháng. Với xe nhỏ hơn 10 mét khối, lương cơ bản 1.200.000 đồng. Lương sản phẩm là 70.000 đồng một chuyến. Phụ cấp điện thoại là 100.000 đồng. Với các xe cũ từ đời 2007-2008, lương cơ bản 1.200.000 đồng. Lương sản phẩm 80.000 đồng trên một chuyến, phụ cấp điện thoại 100.000 đồng. Với tổ xe ben lái, tổ trưởng lái xe được phụ cấp
tiền thất nghiệp 500.000 đồng một tháng và 100.000 tiền điện thoại một tháng. Lương cơ bản là 1.200.000 đồng. Lương sản phẩm một chuyến là 50.000 đồng. Trung chuyển là 20.000 đồng trên chuyến. Về bộ phận xe vận chuyển xi măng, tổ trưởng được hưởng phụ cấp trách nhiệm là 500.000 đồng một tháng, điện thoại là 100.000 đồng trên tháng. Lương cơ bản của lái xe là 2 triệu. Lương sản phẩm là 5.000 đồng trên một tấn. Đối với phụ xe, lương cơ bản 3 triệu một tháng, không có lương khoán. Tổ vệ sinh, số lượng là tùy theo thực tế từng trạm. Lương cơ bản là 4 triệu một tháng, lương khoán cố định. Về tổ nấu ăn, số lượng cũng tùy theo từng trạm. Và lương tổ trưởng là 4 triệu một tháng, tổ viên là 3 triệu rưỡi. Lương này là khoán cố định. Về tổ bảo vệ, 2 người trên một trạm, lương cố định là 4 triệu 500 nghìn đồng. Riêng trạm Mỹ Đình thì do phải bảo vệ khu vực của công ty nên mức khoán là 5 triệu đồng trên một tháng một người. Các tổ sửa chữa, nấu ăn trả theo mức lương cố định theo mức đã được áp dụng. Chương 3 là thủ tục xét nâng lương, hạ lương. Việc thay đổi bậc lương được thực hiện trong các trường hợp sau: thay đổi mức lương do thay đổi vị trí nhận công việc, thay đổi mức lương do nhận lương, nâng lương bậc định kỳ hoặc đặc cách, thay đổi mức lương do vi phạm quy luật, công ty thay đổi thang bậc lương, nâng lương định kỳ. Người lao động trong công ty có đủ điều kiện sẽ được công ty xét nâng lương, nâng bậc để đóng bảo hiểm như sau: đối với hệ đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và công nhân có bậc thợ từ bậc 1 đến bậc 3, công trên một tháng trở lên đối với khối gián tiếp. Trong năm không vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào, lái xe trong năm, lái xe an toàn, không để xảy ra vụ việc tai nạn hay đánh nhau hay cả bạn. Có thời gian tham gia gắn bó với công ty từ 1 năm trở lên, mức thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh từng năm. Giấy khen lao động giỏi, mức xét căn cứ sau: hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao ở mức giỏi, được tập thể tín nhiệm đánh giá cao vượt trội so với các đồng chí trong tổ mình, đảm bảo ngày công lao động bình quân là từ 26 công trở lên đối với khối trực tiếp, 22 công tháng trở lên đối với khối gián tiếp. Trong năm không vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào, lái xe thì trong năm an toàn, không để xảy ra vụ việc. Có thời gian tham gia gắn bó với công ty từ 1 năm trở lên, mức thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh từng năm. Cá nhân đạt danh hiệu tiên tiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ tổ chức phân công, đảm bảo ngày công lao động bình quân từ 26 công một tháng trở lên đối với khối trực tiếp và 22 công một tháng trở lên đối với khối gián tiếp. Trong năm không vi phạm bất cứ hình thức kỷ luật nào, lái xe trong năm, lái xe an toàn, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Có thời gian tham gia gắn bó với công ty trên 6 tháng trở lên, mức thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh từng năm. Xét thưởng cuối năm mức A: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ do tổ chức phân công ở mức cao, có uy tín đối với tập thể và được anh chị em trong bộ phận đánh giá tốt. Có ngày công lao động bình quân đạt 26 công trên một tháng trở lên đối với khối trực tiếp và 22 công tháng trở lên đối với khối gián tiếp. Có thời gian công tác liên tục tại công ty từ 1 năm trở lên, không bị mất an toàn đối với lái xe, không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, trộm cắp, đánh nhau, cờ bạc. Mức B: không hoàn thành nhiệm vụ. Mức B: hoàn thành nhiệm vụ được giao ở mức trung bình trở lên, có ngày công lao động bình quân đạt 24 công trên một tháng trở lên đối với khối trực tiếp và 20 công trở lên đối với khối gián tiếp, không vi phạm kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, có thời gian công tác liên tục từ 1 năm trở lên. Mức C: hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng để xảy ra vụ việc mất an toàn đối với lái xe và sai sót quá nhiều trong quá trình thực hiện công việc, có ngày công lao động bình quân đạt 22 công trên tháng trở lên đối với khối trực tiếp, 20 công một tháng đối với khối gián tiếp. Vi phạm kỷ luật có văn bản của giám đốc công ty, có thời gian công tác tại công ty từ 6 tháng trở lên. Trình tự xét thưởng: hàng quý theo nhiệm vụ được giao, các tổ phòng bình xét gửi cho phòng hành chính tổng hợp căn cứ vào kết quả của các tài chính, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm, quỹ khen thưởng phúc lợi đề xuất giám đốc công ty các mức khen thưởng. Điều 24: chế độ phạt. Phạt đối với trạm trưởng: phạt 40% giá trị bê tông do trạm sản xuất đuổi về không xử lý được.
phạt đối với lái xe, lái máy, phạt 30 triệu đồng trên một lần và buộc thôi việc không được hưởng bất kỳ chế độ nào nếu lái xe vi phạm các trường hợp sau: bán trộm bê tông, bán dầu mỡ, kể cả dầu mỡ thừa, tự ý đưa xe máy thiết bị của công ty đi bơm thuê, trở thuê không có sự điều động của công ty. Phạt 10 triệu đồng trên lần đối với các trường hợp lái xe ô tô tự ý cho người khác lái xe, hoặc tổ trưởng, hoặc trạm trưởng, trạm phó. Phạt 150% giá trị mua mới lốp, ắc quy với các trường hợp lái xe hoặc người có trách nhiệm được giao quản lý có hành vi thay đổi lốp, ắc quy không đúng số series được cấp. Phạt 10 triệu đồng trên lần nếu lái xe xả bê tông thừa, nước rửa bom không đúng quy định. Phạt 5 triệu đồng trên lần nếu lái xe vi phạm uống rượu bia trước trong khi thực hiện công việc lái xe. Phạt 500.000 đồng trên lần nếu lái xe có thái độ cãi lộn, không tuân thủ yêu cầu hợp lý của khách hàng trên công trường và cán bộ điều hành điều độ công trường của công ty. Phạt 2 triệu đồng trên lần trên tháng nếu lái xe không tuân thủ các quy định về bảo dưỡng xe máy thường xuyên, bơm dầu mỡ, hệ thống khoanh còi, đèn hư hỏng, bổ sung nước làm mát, không vệ sinh xe thường xuyên để xe bẩn lưu thông. Phạt 500.000 đồng trên một lượt nếu lái xe để xe bẩn công ty phát hiện. 24.3. Phạt đối với thợ vận hành bơm bê tông. Phạt 100% giá trị ống bơm, phụ kiện ống khóa nếu để mất mát đối với các cá nhân được công ty cho quản lý sử dụng thiết bị bơm. Phạt 1 triệu đồng trên một lần nếu người lao động không chấp hành yêu cầu của cán bộ quản lý hoặc người điều hành bơm hoặc bộ phận điều độ công trường. Phạt 10 triệu đồng trên lần khi bơm ngoài công trường, xả bê tông bừa bãi không đúng nơi quy định hoặc không chấp hành các quy định của cán bộ công trường, bị khách hàng phản ánh với công ty. Phạt 500.000 đồng trên lần nếu vi phạm các quy chế bao gồm không mặc bảo hộ, không chấp hành chỉ đạo của cán bộ điều hành, khách hàng, tự ý bỏ việc, uống rượu trong giờ làm việc, đánh nhau ngoài công trường, vân vân. Phạt đối với điều hành. Phạt 500.000 đồng trên lần nếu trong ca trực điều hành bỏ vị trí ra ngoài, nếu tái phạm 3 lần sẽ buộc phải cho thôi việc. Phạt 500.000 đồng trên một lần nếu điều hành không kiểm tra bao quát nắm bắt nhu cầu sản xuất để thiếu vật tư dẫn tới ngưng trệ sản xuất ảnh hưởng đến công việc với khách hàng. Phạt 200.000 đồng trên lần trên một xe nếu điều hành công việc không tốt dẫn đến xe bê tông bị đuổi về không xử lý cấp lại được. Phạt 1 triệu đồng trên lần nếu tự ý không nhận lịch của khách hàng để kinh doanh và khách hàng phản ánh với công ty, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc có báo cáo với giám đốc công ty. 24.5. Phạt đối với thợ vận hành. Phạt 1 triệu đồng trên lần cho cả tổ vận hành nếu không thực hiện việc kiểm tra theo dõi thường xuyên bảo dưỡng dầu mỡ tuần trên một lần cho thiết bị trộn bê tông. Phạt 500.000 đồng trên lần nếu tổ vận hành trước khi thực hiện không kiểm tra để hết vật tư mới thông báo cho người có trách nhiệm quản vật tư. Phạt 15% giá trị bê tông bị đuổi về, xả bỏ cho cả tổ vận hành. Phạt 150.000 đồng trên một xe nếu xe bê tông bị đuổi về nhưng xử lý quay lại được, tiếp tục cấp. 24.6. Phạt đối với bộ phận chất lượng kỹ thuật. Phạt 5 triệu đồng trên lần nếu tổ không thường xuyên kiểm tra cấp phối trộn và kết quả thí nghiệm để phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời dẫn đến chất lượng bê tông kém. Phạt 25% giá trị xe bê tông bị trả về đổ xả hủy bỏ. Phạt 150.000 đồng trên một lần trên một xe nếu xe bê tông trả về xử lý được. Phạt đối với bộ phận chốt khối lượng điều độ ngoài công trường. Phạt 1 triệu đồng trên một lần đối với các cá nhân chốt chậm ảnh hưởng đến việc thu nợ không kịp thời quá 5 ngày theo quy định. Phạt 500.000 đồng trên lần đối với cá nhân chốt bỏ sót khối lượng hoặc chốt sai khối lượng. Phạt 500.000 đồng trên một lần đối với cá nhân làm thiếu, mất phiếu, thiếu chữ ký của khách hàng. Phạt 100.000 đồng trên một lần nếu điều hành ngoài công trường không tốt thì xe bị đuổi về. Phạt đối với bộ phận thí nghiệm. Phạt 200.000 đồng trên một xe nếu cá nhân được giao theo dõi công trình thiếu trách nhiệm, không kiểm tra, rút sụt trước khi xe vào công trình. Phạt 30% giá trị bê tông bị xả bỏ, hủy không xử lý được. Phạt 200.000 đồng trên một xe bị đuổi về nhưng xử lý được cấp tiếp. Phạt 5 triệu đồng trên một lần và trừ vào lương cho cả tổ nếu nộp kết quả thí nghiệm chậm theo yêu cầu của khách hàng. Phạt 100% giá trị mua mới.
đối với khuôn mẫu và 50% giá trị còn lại đối với khuôn mẫu cho cả tổ nếu là mất. Phạt đối với chủ kho. Phạt 5 triệu đồng trên một lần là lần thứ nhất. Đối với chủ kho không kiểm soát đúng yêu cầu về chất lượng theo mẫu của khách hàng đã gửi cho công ty, số lượng thiếu, và 10 triệu đồng nếu vi phạm lần thứ hai. Phạt 30 triệu đồng trên một lần và buộc thôi việc nếu công ty phát hiện chủ kho có hành vi thông đồng với khách hàng xác nhận vật tư không đúng với thực tế, xác nhận khối lượng trên phiếu cao hơn so với thực tế nhận hoặc không nhập nhưng xác nhận thiếu khống. Phạt 100% giá trị thực tế vật tư, vật liệu mà chủ kho tự ý bán không được sự đồng ý của công ty, tổ máy xúc. Phạt 10 triệu đồng trên lần nếu thợ lái máy không kiểm tra bảo dưỡng dầu mỡ làm mất mát xảy ra hư hỏng. Phạt 500.000 đồng trên một lần nếu từ bỏ vị trí làm việc, không chấp hành chỉ đạo của điều hành. Phạt 1 triệu đồng trên một lần nếu thợ máy xúc không báo kịp thời về thời gian bảo dưỡng máy móc cho trạm, dẫn đến hư hỏng làm thiệt hại cho công ty. Phạt 100% giá trị nếu thợ lái máy để xảy ra va chạm gây hư hỏng thiệt hại máy móc thiết bị khác của công ty. Đối với tổ sửa chữa, phạt 100% giá trị linh kiện, công cụ, dụng cụ khi được giao bị mất. Phạt 1 triệu đồng trên một lần khi trưởng bộ phận phân công công việc không nhận hoặc nhận nhưng cố tình kéo dài thời gian gây thiệt hại cho công ty. Đối với bảo vệ, phạt 500.000 đồng trên lần nếu bỏ vị trí làm việc, không ghi chép đầy đủ số lượng khách hàng ra vào công ty để khách hàng tự ý vào cơ quan công ty. Phạt 100% giá trị tài sản để tại trạm bị mất do thiếu trách nhiệm của bảo vệ tại khu vực được giao bảo vệ. Các vấn đề khác, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, tàng trữ sử dụng ma túy, các thuốc gây nghiện. Nếu cá nhân nào vi phạm bị phát hiện, công ty sẽ buộc thôi việc và thông báo về chính quyền địa phương. Nghiêm cấm uống rượu, bia say xỉn, gây gổ đánh nhau, gây mất đoàn kết. Nếu vi phạm phạt 1 triệu đồng, tái phạm phạt 2 triệu đồng và có thể bị buộc thôi việc. Cấm mọi hành vi trộm cắp, kể cả trộm cắp của cá nhân hay tập thể khác ngoài công ty. Nếu vi phạm sẽ phải đền bù toàn bộ giá trị lấy cắp. Ngoài ra còn bị phạt thêm 30 triệu đồng. Nếu vi phạm với giá trị tài sản lớn, sẽ buộc thôi việc và thông báo về gia đình và chính quyền địa phương. Phạt tự ý nghỉ không xin phép 1 triệu đồng trên lần. Cấm đánh bạc dưới mọi hình thức, kể cả dưới dạng vui chơi trong công ty. Nếu bị phát hiện, mỗi cá nhân tham gia sẽ bị phạt 30 triệu đồng người trên một lần. Điều 25 chế độ khác. Người lao động được vào làm việc chính thức tại công ty được trang bị bảo hộ lao động 1 năm 2 bộ quần áo theo mẫu thống nhất, quần áo, mũ, dây an toàn. Khi làm việc, người lao động phải mang mặc đầy đủ đúng quy định. Nếu không thực hiện phải chịu phạt 100.000 đồng trên lần, tái phạm 3 lần sẽ bị buộc thôi việc do không chấp hành kỷ luật lao động. Nếu mất mát, hư hỏng không sử dụng được, công ty sẽ cấp lại nhưng trừ vào lương với giá trị bằng 1,5 lần giá trị bảo hộ bị mất mát, hư hỏng theo giá mới mua. Đối với khối đăng tiếp, trang bị 1 năm 1 bộ thì theo tình hình thực tế, thời gian mặc tuần 2 buổi, thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Người lao động được công ty nhận vào làm việc có trách nhiệm đóng góp xây dựng quỹ để duy trì các hoạt động của người lao động. Mức đóng góp là 100.000 đồng trên 1 tháng trên 1 người. Thời hạn đóng góp, khi nhận lương của công ty, kế toán trạm, thủ quỹ công ty phát lương có trách nhiệm thu và giao cho phòng hành chính quản lý. Hàng năm công khai tài chính với người lao động. Quỹ được chi các khoản như sau: chi hỉ, cưới vợ hoặc chồng. Đối tượng được hưởng là cán bộ công nhân, người lao động đang tham gia công tác tại công ty được hưởng các mức như sau: có thời gian công tác dưới 6 tháng được hưởng 1 triệu đồng trên một lần, có thời gian công tác từ 6 tháng đến 12 tháng được hưởng 5 triệu đồng, có thời gian công tác từ 12 tháng đến 24 tháng được hưởng 10 triệu đồng, có thời gian công tác trên 24 tháng trở lên được hưởng 15 triệu đồng. Chi đám hiếu, đối tượng áp dụng bố mẹ đẻ, bố mẹ, vợ hoặc chồng, con thuộc cán bộ, công nhân viên, người lao động đang tham gia công tác tại công ty được hưởng các mức sau: có thời gian công tác dưới 6 tháng được hưởng 1 triệu đồng, có thời gian công tác từ 6 tháng đến 12 tháng được hưởng 5 triệu đồng, có thời gian công tác từ 12 tháng đến 24 tháng được hưởng 10 triệu đồng trên lần, có thời gian công tác từ 24 tháng trở lên được hưởng 15 triệu đồng trên lần. Chi phí tàu xe đi lại, đám hiếu hỉ chỉ tính tiền xăng dầu hoặc định mức
thuê xe cho một loại xe 7 chỗ ngồi trở xuống. Chi phí thăm hỏi ốm đau, đối tượng được hưởng là cán bộ công nhân viên lao động đang tham gia công tác tại công ty, điều kiện thăm hỏi, điều trị tại bệnh viện cấp tỉnh trở lên. Mức thăm hỏi, điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên gói quà trị giá 500.000 đồng trên một lần, bệnh nhân nặng 1 triệu đồng trên một lần. Cán bộ công nhân viên, người lao động chỉ được thăm hỏi một lần trong một năm. Đối với chi khác nếu có. Chương 7 là điều khoản thi hành. Điều 26. Quy chế này có hiệu lực từ ngày có quyết định ban hành. Quy chế này thay cho quy chế đã ban hành trước đây. Các phòng ban và chi nhánh trạm và mọi cán bộ công nhân viên trong công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy chế này. Việc sửa đổi bổ sung quy chế do giám đốc công ty xem xét, đề nghị hội đồng quản trị công ty quyết định. Đấy là toàn bộ cái quy chế dự thảo quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh năm 27 thì cũng đã thông qua. Đề nghị đồng chí. Cổ phần đầu tư và xây dựng thương mại Việt Hàn. Những quy định chung. Điều 1. Căn cứ xây dựng quy chế. Luật kế toán số 88/2015 Quốc hội 13 ngày 1 tháng 1 năm 2017 và Nghị định số 174/2016, Nghị định Chính phủ ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy trình chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của luật kế toán và hoạt động sản xuất kinh doanh và quy chế quản lý tài chính và quyết định số 15/2006 quyết định của Bộ Tài chính. Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Thương mại Việt Hàn đã được thông qua tại căn cứ quyết định thành lập chi nhánh trực thuộc của Công ty Xây dựng Đầu tư Thương mại Việt Hàn. Điều 2 là phạm vi áp dụng. Quy chế này áp dụng cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Thương mại Việt Hàn. Quy định cụ thể quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của chi nhánh trên các mặt sản xuất kinh doanh và xây dựng doanh nghiệp. Điều 3 chi nhánh có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý sản xuất kinh doanh của đơn vị mình theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và quy định trong giấy phép đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư địa phương nơi đặt trụ sở chi nhánh cấp. Có nhiệm vụ quản lý hạch toán sản xuất kinh doanh theo đúng nguyên tắc tài chính và luật tài chính. Có nhiệm vụ quản lý quân số, quản lý toàn bộ thiết bị máy móc công cụ dụng cụ và công ty giao cho quản lý. Có trách nhiệm thực hiện công tác báo cáo thống kê định kỳ về các phòng ban chức năng công ty theo đúng quy định. Có trách nhiệm lưu trữ bảo mật toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh, hạch toán lãi lỗ thực tế sản xuất kinh doanh của chi nhánh, phạm vi hoạt động của chi nhánh trên địa bàn đặt chi nhánh và các tỉnh lân cận. Giám đốc kế toán trưởng chi nhánh chịu trách nhiệm về mọi mặt tổ chức điều hành và quản lý hoạt động sản xuất của các chi nhánh theo quy định của nhà nước hiện hành. Điều 4. Chức năng quản lý của công ty. Công ty thực hiện quản lý các hoạt động sản xuất của chi nhánh thông qua hình thức báo cáo thống kê và sổ sách hạch toán, kế toán hàng tháng, hàng quý, hàng năm và thực tế kinh doanh của chi nhánh, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật của nhà nước, công ty theo định kỳ. Kiểm tra toàn diện các mặt tổ chức điều hành quản lý sản xuất kinh doanh thực tế của chi nhánh để phát hiện những bất cập để khắc phục, hướng dẫn phối hợp với chi nhánh giải quyết các vướng mắc hoạt động sản xuất kinh doanh. Những quy định cụ thể. Công tác tổ chức hành chính và lao động. Cơ cấu quản lý bộ máy chi nhánh gồm giám đốc chi nhánh là người đại diện pháp luật, pháp nhân trong quan hệ kinh doanh, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị, giám đốc công ty và pháp luật nhà nước về mọi vấn đề trong tổ chức điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh. Bộ máy tổ chức của chi nhánh được căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của từng chi nhánh. Các phòng ban công ty có trách nhiệm phối hợp với giám đốc chi nhánh xây dựng mô hình tổ chức của chi nhánh, trình giám đốc công ty xem xét phê duyệt thực hiện. Trong quá trình thực hiện có bất cập, giám đốc chi nhánh có văn bản báo cáo về phòng hành chính công ty để phòng hành chính phối hợp với các phòng chức năng cơ quan công ty xem xét trình giám đốc công ty phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Điều 6 là sử dụng lao động. Căn cứ tình hình sản xuất của chi nhánh, mô hình tổ chức biên chế đã được giám đốc phê duyệt, các chi nhánh chủ động trong việc tuyển dụng, sử dụng lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Giám đốc chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo việc làm, phân công công việc hợp lý cho người lao động thuộc đơn vị mình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Việc sử dụng lao động và thực hiện chế độ bảo đảm bảo cho người lao động, giám đốc công ty giao quyền chủ động cho giám đốc chi nhánh chủ động thực hiện trên cơ sở quy chế sản xuất kinh doanh của công ty và luật lao động.
định kỳ hàng tháng, quý năm báo cáo về công ty bằng văn bản theo mẫu công ty. Điều 7, tiền lương và phân phối thu nhập. Giám đốc công ty ủy quyền cho giám đốc chi nhánh chủ động trong việc xây dựng quy chế trả lương của chi nhánh mình, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của chi nhánh, đảm bảo sự công bằng thống nhất trên dưới nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, nghiêm cấm tuyệt đối sự thiên vị xếp lương cao và thanh toán các chi phí khác cho người nhà mà không đảm bảo nguyên tắc ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, làm công việc nào thì hưởng lương của công việc đó, đồng thời phải tuân thủ đúng các yêu cầu của công ty và quy định của nhà nước về chế độ tiền lương. Trả lương của công ty, các chi nhánh căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của mình có sự điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của đơn vị mình, hàng quý, hàng năm, có trách nhiệm người bảo hộ lao động và an toàn lao động. Giám đốc chi nhánh, người sử dụng lao động có trách nhiệm quán triệt phổ biến an toàn lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động của mình theo đúng quy chế sản xuất kinh doanh của công ty, tổ chức hướng dẫn thông báo cho người lao động về quy định biện pháp làm việc an toàn vệ sinh môi trường khi tham gia sản xuất, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật nếu chi nhánh xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, trực tiếp làm việc với cơ quan có thẩm quyền và người bị tai nạn để giải quyết khi xảy ra vụ việc mất an toàn. Điều 11, khen thưởng kỷ luật. Khen thưởng, các chi nhánh có quyền khen thưởng đột xuất những người có nhiều thành tích đóng góp lao động sản xuất của đơn vị bằng quỹ khen thưởng mà chi nhánh được trích lại. Các danh hiệu thi đua khen thưởng và danh hiệu lao động xuất sắc hàng năm, chi nhánh bình bầu xét và đề nghị hội đồng thi đua khen thưởng của công ty xem xét trước khi trình giám đốc phê duyệt. Kỷ luật, giám đốc các chi nhánh có quyền thi hành kỷ luật khiển trách trở lên đến buộc thôi việc đối với những người lao động của chi nhánh. Nếu người lao động vi phạm kỷ luật, khi xử lý thực hiện vi phạm kỷ luật người lao động, chi nhánh căn cứ vào quy chế sản xuất kinh doanh của công ty, các văn bản quy định pháp luật hiện hành của công ty, nhà nước để xử lý. Sau đó phải báo cáo về phòng hành chính công ty để trình hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật của công ty được biết, theo dõi phối hợp cùng với chi nhánh giải quyết phát sinh khiếu nại. Trong quá trình thực hiện, nếu chi nhánh sản xuất kinh doanh thua lỗ liên tục, không có khả năng phát triển trong tương lai thì giám đốc công ty trình hội đồng quản trị xem xét bổ nhiệm giám đốc mới hoặc giải thể hoặc sáp nhập tùy thuộc tình hình thực tế. Khi thực hiện bổ nhiệm mới hoặc giải thể sáp nhập, giám đốc đương nhiệm, kế toán trưởng phải giải trình toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc thua lỗ trước công ty, phải bồi thường 100% giá trị thiệt hại. Nếu khi kiểm tra phát hiện giám đốc, kế toán trưởng làm sai nguyên tắc quản lý tài chính dẫn đến thâm hụt tài chính nếu vi phạm ở mức độ nào đối với công tác tài chính theo quy định tại điều 17 của quy chế này, đối với phòng hành chính, nhân sự, quản trị thiết bị, báo cáo quân số lao động, phòng nhân sự, báo cáo tiền lương, báo cáo trang cấp thiết bị bảo hộ lao động, an toàn lao động theo mẫu, phòng nhân sự, báo cáo quản lý tài sản, thiết bị, xe máy, công cụ, dụng cụ, phòng nhân sự và phòng quản lý thiết bị, quản lý sản xuất. Điều 13, ký hợp đồng. Giám đốc công ty ủy quyền cho giám đốc chi nhánh ký tất cả các hợp đồng liên quan phục vụ cho sản xuất kinh doanh của chi nhánh. Tất cả các hợp đồng chi nhánh được ủy quyền ký đều được lưu tại chi nhánh một bản và chuyển về công ty một bản qua phòng tài chính theo dõi quản lý. Toàn bộ hợp đồng kinh tế chi nhánh ký với khách hàng gồm hợp đồng đầu vào, đầu ra v.v. thì chi nhánh phải có trách nhiệm thanh toán, thu nợ với khách hàng và chịu trách nhiệm bồi thường nếu xảy ra thất thoát hoặc không thu được, trừ trường hợp đặc biệt được giám đốc công ty đồng ý. D là quản lý tài chính. Điều 14, chế độ kế toán. Chế độ kế toán thực hiện theo luật kế toán số 88/2015 Quốc hội 13, được Quốc hội nước Cộng hòa thông qua ngày 1/1/2017 và quyết định số 15/2006 quyết định của Bộ Tài chính ban hành ngày 20/3/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và các chuẩn mực kế toán hiện hành. Điều 15, hình thức kế toán, niên độ kế toán và đơn vị sử dụng tiền tệ. Hình thức kế toán được áp dụng thống nhất trong toàn công ty là hình thức nhật ký chung. Niên độ kế toán năm tài chính được tính từ ngày 1/1 năm dương lịch và kế toán kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm. Đơn vị sử dụng là Việt Nam đồng. Điều 16, công tác quản lý lưu trữ, chứng từ kế toán. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được phản ánh trên chứng từ kế toán, vì vậy chứng từ kế toán phải phản ánh một cách trung thực, khách quan theo chuẩn mực kế toán hiện hành. Số liệu và
những thông tin trên chứng từ kế toán phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa, sửa chữa. Các loại sổ sách đầy đủ và được lưu trữ theo quy định của luật kế toán và các quy định hiện hành. Các lệnh thu chi tiền đều phải có chứng từ gốc kèm theo. Mọi trường hợp thất lạc chứng từ gốc đều không được chấp thuận. Đối với khoản chi có giá trị từ 200.000 đồng trở lên, phải có hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. Trường hợp mất hóa đơn, mất các loại séc, các ấn chỉ ngân hàng và các chi nhánh phải báo ngay về công ty và các cơ quan hữu quan để ngăn ngừa diễn biến xấu có thể xảy ra. Điều 17. Công tác nộp báo cáo tài chính. Công tác nộp báo cáo tài chính tại chi nhánh được thực hiện định kỳ hàng quý và năm theo quy định sau. Đối với báo cáo tài chính quý, bảng cân đối kế toán mẫu số 01 doanh nghiệp, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu số B02 doanh nghiệp, lưu chuyển tiền tệ mẫu số B03 doanh nghiệp, thuyết minh báo cáo tài chính mẫu số B09 doanh nghiệp, bảng cân đối tài khoản, sổ công nợ tổng hợp theo đối tượng phải thu phải trả, bảng tổng hợp khối lượng dở dang. Đối với báo cáo tài chính năm, bảng cân đối kế toán mẫu số B01 doanh nghiệp, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu B02 doanh nghiệp, lưu chuyển tiền tệ mẫu B03 doanh nghiệp, thuyết minh báo cáo tài chính mẫu B09 doanh nghiệp, tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, bảng cân đối tài khoản, tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo quyết toán thuế giá trị gia tăng, sổ công nợ, sổ tổng hợp theo đối tượng phải thu phải trả, chi tiết giá thành công trình, bảng tổng hợp khối lượng dở dang, biên bản kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ. Điều 18. Công tác quản lý tài chính. Công tác vay vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh, thực tế và nhu cầu phục vụ cho sản xuất kinh doanh, chi nhánh lập tờ trình gửi về công ty qua phòng tài chính xem xét để trình giám đốc phê duyệt. Công ty giải quyết cho vay vốn và tính lãi bằng lãi vay, bằng lãi suất tiền vay ngân hàng tại thời điểm nhận vốn vay. Các loại công cụ dụng cụ thuộc vốn lưu động chi nhánh đang sử dụng là vốn công ty trang bị ban đầu. Khoản vốn này không khấu trừ vào định mức vốn vay, nhưng phải chịu chi phí xuất bổ, khấu hao công cụ dụng cụ theo quy định hàng năm. Chi nhánh phải kiểm kê tính giá trị để theo dõi quá trình sử dụng tại đơn vị. Chi nhánh được chủ động trong việc công ty tổ chức tọa đàm đầu năm thì qua nghe cái quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 mà đồng chí Liên vừa đọc thì tôi cơ bản đã đồng ý, nhưng mà về cá nhân của tôi có một số ý kiến về tổ chức CBN ạ. Tôi vào công ty đã lâu, cái mức khoán sản phẩm của công ty cho chúng tôi cái hồi đầu mới vào ấy là nó đáp ứng được cái nhu cầu cuộc sống của anh em, nhưng mà về sau này cái điều kiện kinh tế nó thay đổi mà cái mức khoán sản phẩm của anh em chúng tôi vẫn như ngày cũ, mặc dù là một số bộ phận khác trong công ty như xe bom hay là xe bơm cái mức khoán nó cao hơn rất nhiều và thay đổi rất nhiều lần, mà trong khi đấy chúng tôi vẫn giữ nguyên mức như cũ. Cái thứ hai là về vấn đề sửa chữa. Bây giờ giao xe chúng tôi một chiếc xe mới, tất cả các bộ phận còn nguyên, chúng tôi nhận, chúng tôi chạy, chúng tôi sử dụng thì nó phải hỏng hóc. Trong quy chế tôi thấy là ghi là điều hòa xe, ở trong quy chế là giao điều hòa là như thế nào thì đến lúc khi nhận xe chúng tôi phải sửa chữa như thế là tôi không nhất trí. Bởi vì khi chúng tôi chạy và sử dụng thì điều hòa sẽ phải hỏng. Mà nữa, không phải là ai cũng vào cũng nhận được cái xe đầu tiên là nó mới cả. Khi vào nhận xe cũ, cái điều hòa nó không có. Lên công ty không giải quyết, công ty bảo là điều hòa đấy là điều hòa đã giao cho các đồng chí là đã vẫn còn nguyên. Mấy lúc mang đi sửa chữa xin công ty hỗ trợ thì công ty bảo là 50%. Cái này nó không phải là ít, 100-200 thì chúng tôi bỏ ra nó dễ. Cái này nó lên tiền triệu cơ. Mà nó không phải là tiền triệu, nếu mà hỏng cả bộ này nó lên hàng chục triệu cơ. Thế chúng tôi mà bây giờ bỏ ra một số tiền một nửa thì bằng gần như là một tháng lương của tôi làm rồi. Mà tất cả các xe có sử dụng được hay không thì cũng để phục vụ công việc của công ty. Anh còn cái gì anh cứ nói tiếp đi.
Tôi xin đấy. À, báo cáo anh tổ là cái điều hòa hỏng thì các anh phải chi trả. Công ty không đáp ứng. Nhiệt cao điểm nhất là các anh cũng là một đội lương cao nhất công ty so với trước kia. Đặc thù CBN của các anh ấy là nó định được giờ. Một ngày các anh đều đặn, mưa nắng các anh đều là 5 chuyến, đều như bắt tranh. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là xe. Các anh nếu về xe ben của các anh ấy, dòng này là dòng Mitsubishi, định mức dầu của công ty giao cho các anh quá cao. Nếu so với xe khác là các anh định mức quá cao. Xe không có hàng và xe có hàng tôi đều tính định mức trên 0,45 lít trên 100 km. Tại sao tôi khoán như thế? Để cho các anh có cửa, để các anh hưởng, để bảo quản xe. Còn về định mức 50.000 đồng trên một chuyến thì công ty cũng đang tính toán năm 2017 này xem có đáp ứng được cho các anh hay không. Về cái xe hiện tại là chúng ta mới mua được 5 năm gì đó, hoặc là 4 năm gì đó. Thì báo cáo anh Hùng về xe hiện tại, tôi yêu cầu về thiết bị đồng chí Long sửa chữa cùng phòng thiết bị công ty sửa theo đúng yêu cầu của anh em lái xe để đảm bảo sản xuất, nhất là cái vấn đề phanh, máy móc, vấn đề an toàn của xe. Thì tôi yêu cầu không những xe ben mà tất cả các loại xe máy, từ xe xúc đến xe ben, rồi đến xe xi, rồi đến xe bơm, rồi đến xe vận chuyển bê tông, đến xe chở mẫu đều phải an toàn. Chứ không, trước khi giao cho các đồng chí là công ty sẽ sửa chữa toàn bộ lại phần điều hòa, sau đó chúng ta tính theo khấu hao của cái điều hòa đấy, lái xe cũng phải chịu trách nhiệm. Thế bây giờ anh bảo công ty chịu trách nhiệm, thế bây giờ anh phá ra công ty chịu trách nhiệm à? Tôi không nhất trí cái điều đó. Bây giờ xe giao cho các đồng chí bảo quản. Nếu như hỏng hóc theo thời gian, công ty tính theo khấu hao theo thời gian, chứ không có cái chuyện mà giao xe cho các đồng chí, chắc các đồng chí một cái gì cũng phải công ty phải làm. Cái này tôi không nhất trí. Báo cáo anh Hùng Thế, công ty muốn các anh làm nhiều, muốn các anh khỏe mạnh để các anh chạy nhiều, chứ không phải không. Năm 2017 ấy, thì báo cáo các đồng chí toàn bộ anh em lái xe, tôi có cái để nguyện vọng ra toàn bộ xe cũ, công ty riêng trạm Mỹ Đình và trạm Thái Trì, công ty sẽ thu hồi toàn bộ xe cũ lại. Đấy là tôi đang nói là về trạm, về xe trộm nhé. Công ty sẽ thu hồi toàn bộ xe cũ và giao toàn bộ hai trạm này 100% là xe mới, xe trộm bê tông mới. Còn về xe ben thì báo cáo với anh Hùng là công ty không đầu tư xe mới, sẽ sửa toàn bộ những xe cũ, chúng ta sửa lại như mới để chúng ta chạy, chứ không có chuyện là đầu tư được nữa. Vì là xe mới là chúng ta chỉ được có 60 phân thành thôi. Vì thế là công ty tính ra không hiệu quả, không đáp ứng được. Còn nếu như chạy xe bóp ben thì báo cáo với đồng chí rủi ro chúng ta quá lớn. Vì đường chúng ta cực hẹp, từ trong mỏ ra về đến bê tông người thàn, từ đoạn đầu láng qua lạc ra, từ cây xăng ấy ra ngoài này ấy, thì báo cáo các đồng chí là chúng ta còn dễ đi. Còn từ cây xăng trở vào trong mỏ, chắc chắn là chúng ta xảy ra rủi ro quá cao. Nhất là cái đoạn mua cây xăng, hai là cái đoạn chỗ bộ đội là chúng ta không thể được. Vì tại sao? Xe ben nó, xe bóc ben nó khác hoàn toàn với xe ben. Mà trong bãi đổ vật liệu ấy, báo cáo của đồng chí nó chỉ nghiêng 15 độ cũng đã xảy ra việc lật xe ben rồi. Nên là về đầu tư xe bóc ben, công ty không đầu tư. Nói rõ các đồng chí đấy. Còn đầu tư xe ben thành xe ben nó chỉ có 60 phân. Báo cáo của đồng chí nó chở được có 8 đến 10 khối thôi.
công ty không đảm bảo được cái quyền khấu hao và đảm bảo được lương cho các đồng chí. Vì thế công ty sẽ sử dụng toàn bộ 16 con xe ben MC này để chạy. Về sửa chữa, tôi yêu cầu đồng chí Dối và đội xe ben kê toàn bộ lên để công ty hoàn thành lại cái phần thiết bị với các đồng chí. Từ vấn đề điều hòa, đèn, mọi thứ để công ty làm hoàn chỉnh lại giống như với để giao cho đồng chí làm. Còn về mức lương thì báo cáo các đồng chí, công ty đang xem xét lại cái phần mức lương tăng cho các đồng chí hay không, thì khoảng một tuần sau công ty sẽ có văn bản gửi lại cho tổ xe ben. Rõ ràng nhất là đội xe ben. Báo cáo các đồng chí, tôi muốn làm đêm không được. Đấy, đội xe ben lên làm đêm, chở mỏ lên mỏ trở về cũng không đảm bảo được. Vì tại sao? 10 giờ dân tộc người ta đã đóng cửa rồi, không cho chạy. Nên là các đồng chí một ngày chỉ chạy bao nhiêu tiếng rõ ràng rồi, là các đồng chí cũng định mức rõ ràng cho một tháng được bao nhiêu lương rồi. Nhưng khác với các đội xe bê tông thì báo cáo các đồng chí đội xe ben là nhàn rất nhiều. Đội xe bê tông thì 24/24. Về đội an toàn ấy thì báo cáo các đồng chí là đội xe ben đang là đội xe an toàn nhất đối với công ty. Các đồng chí phải hiểu là các đồng chí chạy có giờ giấc, có ngày tháng, chứ không giống như đội xe vận chuyển bê tông đâu. Vận chuyển bê tông báo cáo các đồng chí bất cứ một lúc nào, người vì là công ty phục vụ nên là không có thời gian giống như đội xe ben. Nên là các anh xe ben ấy, nếu như có vấn đề gì nữa mà muốn chuyển sang xe trộn thì tôi mời các anh sang xe trộn chạy bình thường, có lương cao hơn. Đấy. Còn về xem xét lương thì tôi cũng sẽ tăng cho các đồng chí xem xét, họp lại hội đồng công ty đánh giá lại phần khấu hao, thì chúng tôi sẽ có phần xem xét để tăng cho các đồng chí theo thời gian khấu hao. Đồng chí Hùng nhá. Đấy, đồng chí nhớ báo cáo lại anh Giới là như thế. Còn cái bản đề nghị tăng lương của các anh, thật sự tôi để trên bàn tôi, vì tại sao tôi chưa dám ký cho các anh theo yêu cầu. Tôi xem lại cái phần khấu hao của cái xe đấy của tôi đến bây giờ là còn bao nhiêu nữa, thì tôi mới quyết định được cái phần khấu hao. Mà trong đó là công ty từ hôm nọ hôm nay ấy, đang tập trung để tổ chức cái sự kiện đối với anh em công nhân, đối với khách hàng, nên chưa có thời gian để làm lại cái việc mà xác định lại được cái khấu hao còn lại, anh Hùng ạ. Đấy, thì về cái này tôi ghi nhận anh đã có cái lời nói đối với công ty để công ty xem xét mà chỉnh sửa cho cái tổ. Lê hợp bắt đầu năm là tôi xin cần là chúc các đồng chí là một năm mới là dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, và chúc công ty việc luôn thành công và phát đạt ạ. À, thay mặt tổ sửa chữa thân đi là xin có một số ý kiến ạ. Nhìn chung về cái vấn đề lương của bên tổ sửa chữa thì anh thấy là tạm thân đi vẫn là thấp hơn so với là các trạm khác ạ. Vấn đề ở đây nữa là ở thân trí là lái xe, một số một phần lái xe ở đây là em nói là xin lỗi một phố lái xe thôi nhá, là vì ý thức kém lái xe mà một số cái vấn đề nhỏ cũng không xử lý được, như những cái mà bị đơn giản như một thay một cái bóng đèn, hay là đổ nước cho máy, hay là thay một cái ống video cũng không biết, cái gì cũng sửa chữa hết. Và em xin ý kiến là nếu em cần phải lương ở sửa chữa thân đi là nếu mà so với các trạm như vậy là hơi thấp, em xin đề nghị là công ty là hỗ trợ thêm cho bọn em. Mà cảm thấy nếu mà công ty cảm thấy mức lương ở tụi em mà nếu mà không thể tăng được thì em xin là ở trạm thêm một thời hạn hoặc là thời điểm để về mà phục vụ cho các anh lái xe cho con bọn em chiều. Còn một vấn đề nữa là quả chiêu lái xe, một số lái xe ví dụ như không chạy được thì thôi, thì cứ bảo là nói là nhọc không thể chạy được. Đây là ví dụ như về cứ bảo hỏng xe này xe nào, mà nhiều cái là không phải là khó khăn gì mà lại bảo như vậy là không được. Anh chị hết ạ. Cảm ơn đồng chí.
Qua cái sự những lời của anh Buôn nói thì thật sự là tôi cũng rất là cảm động đối với đồng chí. Thật sự công ty chúng ta ấy, các trạm chúng ta ấy có thành công hay không là do sự đoàn kết, nhất là các đồng chí ở dưới sản xuất, các đồng chí lái xe này, các đồng chí vận hành này, các đồng chí thí nghiệm này. Quan trọng nhất là các đồng chí ra công trường bê tông quẩy về hay không cũng đều là do các đồng chí. Công trường đấy có nhận các đồng chí làm, công ty làm nữa hay không đều là do lái xe là chủ yếu thôi. Thì báo cáo qua cái lời nói của anh Ngôn, tôi rất là thấm thía. Vì tại sao? Tôi trước kia cũng là một thằng lái xe, trước kia tôi cũng là một thằng thí nghiệm, tôi cũng là một thằng đi điều hành. Cho đến ngày hôm nay tôi được ngồi hôm nay ngồi đây trước mặt các đồng chí, sự đoàn kết của chúng ta ấy rất quan trọng. Báo cáo các đồng chí thế. Vì thế cái năm 2017 thì tôi cũng thay lời của anh Ngôn, tôi cũng xin các anh các chị chúng ta phải đoàn kết. Nếu không đoàn kết được, công ty chúng ta không phát triển được đâu. Trong 2 năm vừa rồi, báo cáo các đồng chí, lắm lúc tôi cũng rơi nước mắt, thật sự rơi nước mắt vì cái sự đoàn kết của chúng ta không có. Vì năm ngoái tôi không tổ chức được cái sự kiện gặp mặt đầu năm, tôi dồn tất cả lại vào cái sự kiện là 10 năm thành lập, nhưng cuối cùng chúng ta cũng không tổ chức được vì một sự cố nào đó chúng ta không làm được. Thì năm nay chúng ta làm lại, thì tôi cũng mong muốn tất cả anh em công nhân chúng ta và cán bộ của chúng ta năm nay phải đoàn kết để chúng ta chiến đấu lấy cái sản lượng về cho công ty. Công ty có sản lượng thì các đồng chí mới có lương cao. Tôi nói thật các đồng chí, lắm lúc các đồng chí cứ lên đòi hỏi lương ngoài, tôi không hiểu là lấy cái món đâu để chi vào cho các đồng chí. Tôi hạch toán ra càng làm càng lỗ mà cuối cùng vẫn phải trả cho các đồng chí. Nói các đồng chí, các đồng chí có một số đồng chí thì rất là hiểu, nhưng có các đồng chí không hiểu gì, chỉ biết đòi hỏi thôi. Nhưng thực sự ra xem lại mình đã làm được gì cho công ty chưa? Một số không làm được chỉ có phá thôi, nhưng đòi hỏi rất cao, ăn ngon mặc đẹp làm nhàn lương cao, thực sự khó đáp ứng. Cái này cực kỳ khó đáp ứng. Còn nếu như làm được, bản thân cá nhân tôi chưa bao giờ tôi tiếc ai một cái gì cả, dù nhỏ nhất hay cao nhất. Đấy, báo cáo các đồng chí thế. Còn về cái đồng lương của tổ sửa chữa Thanh Trì, thật sự ra thì trước kia thì tôi cũng để lại cho bên Thanh Trì tự quản tự trả. Còn những tháng gần đây đồng chí Long về thì đồng chí Long là nhận quản toàn bộ phần sửa chữa, các tổ sửa chữa góp lại để đồng chí quản, và đồng chí trực tiếp chi trả lương cho các chi nhánh và các trạm. Thì cái vấn đề này thì tôi cũng chưa nắm được là đồng chí Long là làm như thế nào. Thì đồng chí Long có cái một hai lời nói với tôi để tôi biết rằng đồng chí có quản được hay không hay như nào, thì đồng chí cũng có cái nói cho tôi để tôi cũng biết rằng để xử lý sao cho công bằng. Alo. Thì em không biết là để lương lậu như nào thì em không thể đòi hỏi được, thì nó rất là khó, chỉ có ở trên này thôi. Còn em cũng có ý kiến như này nữa là bây giờ là cần phân phối ấy, anh giao cho anh em đi làm cần phân phối là khoán là 33 triệu một cần, nhưng mà đi lưng cần lưng kiếp thì bọn em cũng phải đi, mà người thì không có, mà xe thì cũng làm, trạm cũng làm, tóm lại là tất. Thì anh theo đáp ứng của anh thì em không thể đáp ứng được, thì nên em hỏi là bây giờ cái cần phân phối là bọn em có đi lưng không? Nếu mà đi sửa thì bọn em đi sửa được, nhưng mà lưng thì cái đấy phải hỏi lại người vận hành. Người ta đã vận hành được là người ta phải lưng cần được, mà người ta lưng được, người ta làm được thì người ta mới lấy được tiền của anh. Bây giờ khoán như thế rồi mà làm không được thì làm sao mà lấy được 33 triệu đấy? Tôi có cái đôi lời về chỗ anh Long, chỗ này nhá, về với ý kiến của anh ấy, về ý kiến riêng của anh ấy. Chưa thôi. Chưa ạ. Rồi cái vậy thì chưa có bảng lương ạ. Vì cái này ấy là trước khi anh đã nhận tổng thể đối với công ty,
thì cái này là lỗi của anh 100%. Vì tại sao anh nắm nhưng anh không không nắm được cái phần trả lương cho ta người ta, thì cái này là anh sai chứ không phải là công ty sai đâu nhé. Vâng, nhưng mà em biết là em sai, nhưng mà không có ai chuyển gì giấy tờ cho em thì em có ngồi ở trên văn phòng đâu anh. Nên là em biết là em sai cái đấy, nhưng mà phải có người trên văn phòng chuyển bảng lương bảng nước cho em. Anh phải tập trung vào làm cái bảng lương cho anh em đi. Và anh có bao nhiêu con số anh báo cáo lại công ty. Nếu như anh chưa nắm được trả lương thì tôi khẳng định anh cũng chưa nắm được con số. Số người thì em biết. Báo cáo công ty với anh em hiện tại là chúng ta nếu như mà mới ra thì rất nhiều vấn đề. Rất nhiều vấn đề so cái mà quản lý. Bây giờ là tổng công ty bây giờ là xếp bao nhiêu người thợ sửa chữa, bao nhiêu người thợ hàn. Thợ hàn cũng tính vào sửa chữa đi nhá. Để cho nó cho về chọn một tổ đi. Tôi yêu cầu là xem xét lại xem tổng bao nhiêu thợ để chi trả cho một tháng sửa chữa là bao nhiêu tiền. Nếu như trong đầu tôi nhầm nhầm ấy, một tháng chúng ta không dưới 200 triệu tiền sửa chữa về nhân công, chứ không ít đâu. Vì rất nhiều thợ làm gì đến không đến đâu anh ạ. Vâng, nói về thợ sửa chữa không dưới, tôi khẳng định ngay, vì rất nhiều thợ mà anh chưa nắm được đâu. Từ Quang Minh, Quang Long thợ thì em cho đến Quảng Nam hoặc là Đà Nẵng anh chưa nắm được đâu, cho đến Hà Nam. Anh cứ về anh em xem lại cái bảng lương đi nhá. Vâng. Đấy thì về bảng lương báo cáo đồng chí Môn, cùng tôi hình như là tôi cũng có một lần hai lần là xem tăng lương cho đồng chí rồi đó, chứ không phải là chưa tăng đâu. Đúng không đồng chí Môn? Có một hai lần là tôi đã ký quyết định tăng lương cho đồng chí, hình như cách đây khoảng 4 tháng rồi. Mình xem ai có ý kiến thì đồng chí Long kiểm soát lại cho tôi, sau đó đề xuất lên công ty mức trả lương theo quy chế. Không có vấn đề gì cả. Về cái phần chi phí doanh thu, báo cáo các đồng chí cổ phần thì các đồng chí chạy xe thì báo cáo là có rõ ràng rồi, định mức dầu khoán các đồng chí có rồi, khấu hao hàng tháng có rồi, doanh thu các đồng chí cũng làm hàng tháng rồi. Nó giống như bài toán cộng trừ thôi, lấy đầu vào trừ đầu ra, ra lợi nhuận, chia tỷ lệ phần trăm lợi nhuận xong. Báo cáo đấy chẳng có gì, chỉ có ba cái này. Tôi nghĩ là cái này rất đơn giản, chẳng có gì được phức tạp. Quan trọng nhất là các đồng chí có đồng lòng để cổ phần không, cho các đồng chí có làm hay không, chứ còn không quan trọng về cách tính đâu. Tôi nghĩ cách tính cực đơn giản. Giả sử như ví dụ một con xe giao danh giả, anh chạy một tháng được 150 chuyến với mức là 50.000 đồng trên một chuyến, báo cáo chỉ 50-50, 5-5-25 được 7 triệu rưỡi tiền lương, trừ đi 7 triệu rưỡi tiền lương cộng với tiền dầu hết khoảng 1.000 lít, trừ đi 14.000 nữa, 1.000 lít quanh 14 triệu nữa đi, cộng với 7 triệu rưỡi là bao nhiêu? 21.500.000 tiền lương, trừ đi không hao mỗi tháng 30 triệu chẳng hạn, cộng với 30 triệu nữa là bao nhiêu? 51.500.000, còn lại 9 triệu lợi nhuận chia ra tỷ lệ phần trăm. 9 triệu đấy ông nhân với 10% phải không? Là cái phần đấy của ông trừ đi một chút là cái chi phí quản lý cho công ty là 2%. Chi phí quản lý công ty, công ty nó không phải trả lương người ta quản lý chứ, là sao không ăn được? Còn không có ai cũng quản lý rồi luật lá ngoài đường. Cái đấy thì nó có định mức rõ ràng cho các đồng chí. Cái tính của anh là như vừa lấy là đúng theo cái hướng làm rồi, nhưng mà còn cái phần mà thì tính như thế nào để ra được cái lợi nhuận để trừ đi cái chi phí đó? Báo cáo anh ở đây bài toán, đây là bài toán đang ví dụ, ở đây nó có ví dụ rõ ràng là 159 trên và 129 trên một tháng này trên một xe, lợi bỏ cái chi phí đây nhá. Chi phí nếu chúng ta chi phí thì chúng ta trừ chi phí, còn nếu như chúng ta không chi phí thì chúng ta tích vào đó, sau đó chúng ta trừ đi phần chi phí. Các đồng chí đang có lợi nhuận 1.4 đấy anh, đấy là lấy cái phần lợi nhuận doanh thu của xe là mình tính 80.000 một khối đúng không ạ? Vâng ạ. Báo cáo các đồng chí lái xe và các đồng chí trưởng,
Hiện tại thị trường người ta đang thuê 60.000 đồng một khối, nhưng công ty dám dâng lên đến 80.000 đồng khối cho một công trình. Công ty đang bù lỗ cho các đồng chí là 20.000 đồng trên một khối. Tôi vừa cho các đồng chí cổ phần, tôi vừa mất tiền, tôi vừa phải bù lỗ cho các đồng chí. Thế các đồng chí đi đi. Tôi đi làm ngược á. Tôi làm đây tất cả là vì anh em. Còn thì giống như đơn vị Việt Đức ấy, báo cáo các đồng chí là người ta là cho xe mà họ chỉ đầu tư trạm thôi, xong họ kêu anh em cúp xe vào để chạy. Thực sự đối với tôi thì không, tôi muốn cho chúng ta tất cả được hưởng, vì chúng ta đều là mọi người đều làm ở trong đây, tôi muốn là chia sẻ cho mọi người đấy. Thế các đồng chí tự nghĩ đi, nếu như các đồng chí được, ok. Còn đối với tôi nhắc lại lần nữa là gì, các đồng chí đừng nghĩ tôi kêu gọi cổ phần các đồng chí để kiếm cái lợi nhuận ở đấy, không có. Mà tôi đang là người bù lỗ, một là tự nhiên tôi mất hơn 1 triệu trong một tháng cho một xe, hai là tôi tự nhiên mất 20.000 đồng trên một khối để bù lỗ đấy. Báo cáo các đồng chí thế. Thế ngoài cái việc này ra thì chúng ta đã xong chưa nhỉ? Thì bây giờ cũng là bắt đầu đến giờ nghỉ rồi. Thế còn ai ý kiến gì nữa không? Thôi nếu mà một lần nữa thì là hôm nay báo cáo các đồng chí là tất cả là các công ty, các trạm từ Nam Bắc của các tỉnh lẻ chúng ta tập hợp ở đây, thì tôi cũng xin mạn phép và kính chúc tất cả gia đình bê tông Việt Hàn chúng ta là một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và vạn sự như ý, và chúng ta phấn đấu năm 2017 đạt một cái sản lượng kết quả cao. Ở cuối năm và đầu tháng năm chúng ta lại gặp được nhau để bàn về việc của năm 2018 phát triển hơn. Tôi xin cảm ơn tất cả mọi người hôm nay đã phải đây. Để cho khách thì tôi nghĩ khách cũng năm nay chắc chắn không được nhiều lắm đâu, mà năm nay cũ chúng ta thì làm rộng hơn năm ngoái nhiều, là mấy trung tâm cơ, mà khách thì tôi, trong đầu tôi nghĩ thì chắc là không được đông như mọi năm đâu. Để cùng vui về ăn uống thì công ty đã đặt gỗ, còn về rượu bia thì chúng ta tùy theo lượng sức của mình nhé. Ai cố được tới đâu thì chúng ta cố, còn nếu những ngày nghị sự này tôi sẽ uống hết mình. Nhất trí đồng chí. Bộ anh em trong trạm báo cáo lại là đồng chí hay uống rượu chưa? Xin nói anh em trong tổng công ty bê tông Việt Hàn đang phát triển và lớn mạnh, thì thực ra là tôi đã rất thấp và tuổi tôi thì không phải là ít nữa, mà sếp phê bình tôi quá nhiều rồi. Khi tôi vào công ty thì sếp cho tôi và ông Lộc là 20 lít rượu, thì thực ra là tôi cũng có rượu, nhưng mà tôi cũng có một điều gì đó sai, nhưng cái sai của tôi ấy thì rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà tính với anh Quốc Lương Tạ Hàn ấy mà không bằng thằng Tạ Nề, vì nghề tôi nghề độc hại, mà từ tháng 11 đến giờ thì tôi làm, thực ra mà nói thì tôi vẫn làm hết sức mình đấy, mà xếp từ tôi về tôi có thắc mắc như thế. Và sau khi đó thì có anh Hải thời gian nay góp ý, anh bảo là chú nên uống rượu ít đi,
Và thực ra thì tôi cũng có nghĩa rằng ít chứ tôi cũng làm nhiều đâu. Người bé này cũng hẹp như này sao có thực hiện đâu. Báo cáo đồng chí là... Đấy, tôi nói vui thôi. Trước đấy, kia... Xếp thêm nó ạ. Xin nói xếp tí. Tức là tôi nó chỉ nói hai phút dưới thôi. Nó quá nửa phút rồi đó. Báo cáo đồng chí là trước kia ấy, thì công ty tôi trực tiếp trả lương cho đồng chí. Còn thợ thì là tôi để cho tất cả anh em thợ tự trả lương theo quân của mình. Tất cả thợ hàn, thợ sửa chữa bây giờ đều là một quy về một nơi là đồng chí Long. Và đồng chí Long sẽ có trách nhiệm đánh giá từng người thợ của mình để trả lương. Chứ tôi cũng không trả lương nữa vì tôi không trực tiếp quản lý các đồng chí nữa. Thì vì thế cái hạn chế của tôi để trực tiếp trả lương các đồng chí là không còn nữa. Vì vậy là một số anh em cũng đã bầu bình là đồng chí gần như là giảm về cái vấn đề làm chất lượng kém, rồi giảm và giờ làm không được sự chú ý lắm. Nên là mọi người từ phòng tài chính, phòng hành chính cho đến là mọi người là bảo là phải hạ lương cho đồng chí Thăng thì đồng chí Thăng mới làm tiếp được. Không có đồng chí vẫn như thế thôi. Đồng chí Thăng à? Nếu như sau này đồng chí làm thay đổi giống như trước kia trực tiếp tôi quản lý thì đồng chí lương bình thường. Nhưng mà đồng chí lại rung túng một số người nữa thì tôi thấy không ổn đâu. Rượu chè rồi là làm thì không đúng, giờ tôi thì chẳng đâu ra đâu cả. Đấy, báo cáo đồng chí một đống sắc vụn của tôi kìa. Đồng chí mang tính tự hàng, cuối cùng tôi phải đi cân sắc vụn lãng phí. Đấy nhá, đồng chí năm nay phải phấn đấu cố gắng nhá, chứ không để được cái tình trạng như là mọi năm rồi anh em nó kêu ca phiền hà là không được đâu nhá đồng chí Thăng nhá. Tôi sẽ đáp ứng đủ yêu cầu của tổng thống. Thế còn thật sự ra là chú cháu anh em làm với nhau, tôi rất quý đồng chí. Tôi cũng đã bảo đồng chí rằng không được uống rượu nữa. Đồng chí uống rượu, đồng chí đuổi tôi gãy hai cái răng. Tôi còn mè hoảng hồn. Tại cái giày tấm tôn đi phủ lý. Nó đánh ngã chứ. Đấy thì qua cái quy chế của chúng ta thì gần như là cũng đã xong. Thì báo cáo các đồng chí năm 2017 tôi cũng có bắt đầu thêm cái đột phá nữa để cho toàn thể anh em cán bộ công nhân chúng ta tăng thêm đồng lương. Đó là dàn xe mới. Tôi cũng muốn là anh em cán bộ chúng ta mỗi người cổ phần vào một ít để có cái trách nhiệm con xe đó, và chúng ta cũng có một cái thu nhập thêm từ một cái thiết bị đó. Thì tôi cũng đọc qua cái phần cổ phần này để cho anh em ai có nhu cầu cổ phần thì cổ phần. Thì tôi cũng không bắt buộc nhá, tôi cũng nói cho luôn không bắt buộc thì ai, nhưng ai cổ phần thì người đi được hưởng, ai không cổ phần thì thôi. Về xe trộn thì báo cáo các đồng chí là công ty năm nay mua 60 con xe mới giao cho trạm Thanh Trì và trạm Mỹ Đình. Tôi cũng mong muốn toàn thể anh em bạn bè trong công ty mà chỉ được phép cho công ty nhé, ngoài công ty tôi không cần. Tôi muốn là muốn cái trách nhiệm chứ không phải là tôi thiếu tiền. Nói rõ luôn anh em thế để anh em khỏi hiểu lầm. Tất cả anh em cán bộ trong công ty từ thí nghiệm cho đến tóm lại là bất cứ một người nào làm cho công ty thì tôi có xe 60 cái xe cổ phần mà mua để cổ phần cho anh em. Về xe thì tôi mua là tổng trị giá là 1 tỷ 120 triệu 900 ngàn đồng trên một xe, đã bao gồm VAT, chưa đăng ký, chưa đăng kiểm. Báo cáo với đồng chí thế, nếu đăng ký đăng kiểm hết thì nó rơi vào tầm khoảng là 57 tỷ 214 triệu
trên 50 con xe này là 50 cái xe trộn và 10 cái xe ben, nhưng mà tôi lại đặt thêm 10 con xe thủ nữa là 60, như các đồng chí kế toán chưa nắm được. Về thời gian khấu hao theo quy trình của nhà nước thì báo cáo các đồng chí là 6 năm là hết khấu hao với hoạt động theo từng chu kỳ là 6 năm. Về tính lợi nhuận khấu hao thì kế toán khấu tính nha là mỗi, nếu các đồng chí cổ phần 100 triệu có nghĩa là tương đương gần đến 10% thì một tháng là các đồng chí có lợi nhuận là 1.440.000 cho một tháng. Đấy. Còn nếu các đồng chí mà cho vay ngân hàng ấy 100 triệu ấy mà các đồng chí chỉ cho vay ngân hàng lãi suất chỉ được còn 6% trên tháng mà các đồng chí nhân ra thì không được là bao nhiêu. Nếu như các đồng chí cổ phần thì các đồng chí được 1.400.000 trên một tháng, mà 6 năm là các đồng chí hết khấu hao cái 100 triệu của mình. Thì từ năm thứ 7 đi thì là các đồng chí được hưởng hoàn toàn 100%, nó rơi vào tầm khoảng hơn 2.400.000, 2.800.000 để đấy cho một tháng. Thì cái vấn đề này tôi cũng muốn là tất cả anh em trong công ty, nếu như ai muốn cổ phần, tôi ưu tiên nhất là anh em lái xe, vì là người ta tự lái con xe đó, nên là tôi muốn anh em đó cổ phần vào con xe đó để có cái trách nhiệm bảo trì bảo dưỡng cho tốt hơn. Đấy. Thì anh em, nếu như anh em lái xe mà cổ phần đóng tiền mặt cũng được, hoặc là công ty vay ngân hàng hộ cho để cổ phần. Còn nếu mà tôi vay ngân hàng thì báo cáo các đồng chí là lãi suất là 8.75% trên một tháng. Trừ khấu hao lãi ngân hàng đi, các đồng chí vẫn còn lãi mà, không phải bỏ tiền vẫn có lợi nhuận. Đấy, các đồng chí lái xe tự cân đối. Còn nếu ai mà đóng cổ phần thì công ty sẽ không thu cái phần đặt cọc 10 triệu. Còn nếu như không có, công ty bắt buộc phải đặt cọc 10 triệu cho loạt xe mới này. Và có các đồng chí đấy. Mà không có thì công ty rất khoát phải giữ. Khi mà lĩnh lương là công ty sẽ giữ 10 triệu này. Để chúng ta có trách nhiệm với nhau. Thì ý kiến của anh em lái xe có ai có ý kiến thì không, về cái cổ phần không? Em có xin ý kiến về cái cổ phần của xe bom của Việt Hà Thanh Trì. Vâng, đội trưởng đội xe Mỹ Đình. Mỹ Đình ạ. Vâng. Thì anh em có thể đóng góp để góp vào công ty. Cái tôi nói rõ luôn anh Đản này, tôi không thiếu gì 100 triệu, hoặc tôi không thiếu gì 1 đến 2 tỷ của các anh đóng vào. Mục đích của tôi là làm tăng lợi nhuận cho anh em lái xe, và anh em để giữ cái thiết bị này cho nó đảm bảo cho nó tốt để mà chạy thôi. Chứ còn tôi không thiếu gì 1, 2 tỷ. Nói rõ cho anh em thế, để cho anh em khỏi nghĩ sai lệch về tôi về cái việc thu tiền. Có nghĩa là cái này là cái trách nhiệm, tôi muốn các anh em tăng đồng lương. Giả sử như các anh đóng vào thì các anh mỗi một tháng là các anh được 1.400.000. Còn để giữ xe ở đây thì thực tế là cái trạm Mỹ Đình này, thứ nhất là nước nó rất là vàng, thứ hai là trạm trộn không bao giờ nó trộn, lúc nào cũng chỉ xòe ra ngoài chứ không thể nó vào trong, là xe rất là hay bẩn. Đấy, anh xem ý kiến trạm này nào. Cái việc này thì cái việc vệ sinh nó đồng chí. Đồng chí trạm trưởng và trạm phó kiểm tra lại. Vì thật sự ra tất cả các trạm Chapeco, Vimeco, Việt Đức Xanh, người ta đang làm rất tốt, đến bây giờ là ông Việt Kiểm rất tốt, rất sạch. Tại sao người ta làm được? Thì cái đồng chí phải tìm hiểu xem, học hỏi xem. Chứ bây giờ chả nhẽ tôi lại đi chỉ các đồng chí từ cái việc nhỏ nhất như thế nữa. Thế đồng chí
Thứ nhất là tôi thấy là trong cái cách tính này thì anh em lái xe rất là khó hiểu, có nghĩa là người ta cũng nhìn thấy thực tế là cái việc mà thu cái khấu hao xe nó tương đối rất là lâu. Cái thứ hai là trong cái việc chi phí ở đây thì tôi thấy là những cái chi phí như là sửa chữa lớn với sửa chữa nhỏ ở đây là 2% với 0,7%, đó là cái định tính của mình chứ thực chất thì nó chưa chắc đã phải như thế. Nếu mà ví dụ như sửa chữa lớn 1,8 triệu một tháng và sửa chữa nhỏ thậm chí còn lớn hơn cả sửa chữa lớn là 7,8 triệu một tháng, cái điều này tôi nghĩ là nó không thể đến như thế được. Tính một năm như thế là sửa chữa tương đối lớn, mà nếu mà khoán như thế này thì nó cũng không rõ ràng, mà bằng cái cách của bên các trạm khác người ta tính khoán luôn trên một đầu khối, và những cái việc mà chi phí và sửa chữa ở đây lái xe hoàn toàn nắm được cái chi phí đó. Thì nếu mà mình làm được cái việc rõ ràng cho lái xe thì có thể anh em sẽ tham gia tốt hơn, vì thực ra là cổ phần ở bên các trạm khác họ hiệu quả hơn bên mình. Vâng, cảm ơn anh Xuân. Về cái việc mà các trạm khác cổ phần để chi trả cho sao để cho nó rõ ràng nhất, còn cái bản này thì báo cáo đồng chí Sơn và toàn thể anh em lái xe là chúng ta đang tính theo cái đơn giá theo đúng cái quy trình của nhà nước và khấu hao của nhà nước, không làm sai. Chắc chắn là cái này là chắc chắn là làm theo đúng quy trình của khấu hao nhà nước. Còn chúng ta tư nhân với nhau thì tôi cũng muốn là tất cả chúng ta cùng anh em lái xe xây dựng một cái làm sao cho có điểm rõ ràng để chúng ta dễ hiểu, dễ hiệu quả, dễ hiểu và hiệu quả. Đấy. Đồng chí Hằng. Kinh doanh ở công ty Việt Hàng, em cũng không phải là mong muốn mỗi xe bén hay xe xí mà tất cả các cái cổ đình của mình đều được cổ phần. Thì theo em nghĩ là mình làm cùng nó cũng rất đơn giản, mang lại xe hồ rất là dễ hiểu. Thứ nhất, lợi nhuận là bằng doanh thu đưa đi cho chi phí. Thì tất cả các khoản chi phí lái xe hàng năm người ta sẽ biết, và cái phần khấu hao của ngân hàng ấy nên có cổ cho người ta biết, và mình trừ như thế xong nhấn vào tấm lợi nhuận của người ta góp vốn vào. Như thế là em thấy là nó rất là dễ, đấy là một bài toán cực dễ. Mà kể cả xe bén cù hay là xe bom mới hay là bất cứ một cái gì cũng thế, mình tính giá thành vào thời điểm này, sau đó mình chia bình quân ra, lái xe góp từng nào thì mình sẽ tính lợi nhuận theo tỷ lệ phần trăm người ta góp vốn vào. Và này... không phải là mình không phải chi tiết những cái gì nữa. Ví dụ như có khi tháng nay người ta sửa chữa nhiều nhưng tháng sau người ta không phải sửa chữa, người ta không bị trừ. Thì báo cáo đồng chí Hằng là bài toán của tôi ấy, thì tôi cũng đang là muốn là bài toán thực tế. Kể cả xe cũ hay xe mới nó không quan trọng. Bên em một người và có hai người quản lý chất lượng. Cái quản lý chất lượng của dưới Thanh Trì là tổng bao nhiêu người? Có hai người anh ạ, mỗi người đi một ngày một đêm. Đồng chí Bắc quản lý Mỹ Đình, đồng chí là bao nhiêu người? Trong cái đó đồng ở Mỹ Đình là đồng chí nào? Đồng chí nào? Đồng chí Hà với đồng chí nào? Chào Mỹ Đình với đồng chí Hà và đồng chí Sơ báo cáo với giám đốc kia. Còn đồng chí Tuân thì được điều động liên tục đi vừa vào Đà Nẵng vừa kỹ thuật của trạm Mỹ Đình. Thế vậy là anh Hà bây giờ đang là dương một người so với Thanh Trì nhá anh Hà nhá. Trong đó là anh dương một người mà về phần giấy tờ ép mẫu nó nguyên bị chậm so với Thanh Trì rất nhiều. Tôi yêu cầu phòng tài chính và phòng hành chính kiểm tra lại cho anh Hà và phải trả lại cái phần dư thừa, chứ tôi không nghe đâu anh Hà nhá.
Vì tại sao năm 2017 và 2016 và 2015 tôi liên tục phải kêu anh về cái kết quả thí nghiệm để tôi làm hồ sơ thanh toán. Thanh trì tôi chưa bao giờ phải hỏi một câu. Duy nhất một công trình ở bên Ecobuck vướng vấn đề gì cái chút khối lượng như thế nào này với đồng chí Sơn mà tôi phải điện đồng chí Sơn một lần trực tiếp, còn lại là gần như là không bao giờ tôi phải chửi, phải nghĩ về cái về giấy tờ của cái bên Thanh Trì. Nên tôi yêu cầu cái trạm Mỹ Đình hình như là bắt đầu dột từ nóc lâu rồi chứ không phải đến giờ này, dột rất lâu rồi. Quản lý chất lượng, quản lý lượng xe, báo cáo các đồng chí tôi nói xấu Thanh Trì Mỹ Đình một chút là giờ có cả lái xe đánh cả bên điều hành, có nghĩa là công nhân đánh cán bộ, cứt lộn tôn lên đầu rồi. Báo cáo các đồng chí thế, nên Mỹ Đình chúng ta cần phải điều chỉnh khẩn cấp. Như đồng chí Khôn như nay nói, không có sự đoàn kết không làm được gì đâu, càng chia phe thì càng bị tội nhiều. Mỗi người một phe, mỗi người một cách thì không thể làm được. Không ai bảo được ai. Tôi nghĩ là khó đấy. Đấy, báo cáo các đồng chí thế. Còn cái quay lại về cái tiếp tục của cái câu hỏi của đồng chí Sơn về phần con người, nếu như thế là chúng ta đang bị rôi, tôi đang bị mù 4 người cho 1 năm, mà mỗi 1 năm thấp nhất là đi bao nhiêu? Tôi cho là 10 triệu đi, rẻ nhất đi, là 10 triệu 4 người, mỗi 1 năm là 120 nhân 4. Đấy, tôi mất gần 500 triệu. Anh Hà với anh Thành nhá. Đấy là 1 năm tôi mất gần 400 triệu, gần 500 triệu. Nếu mà nói về cả tiền ăn, tiền ở là tôi mất hơn 500 triệu trong 1 năm. Không phải là tôi mất, mà cái này nó lãng phí rất nhiều. Lãng phí rất nhiều đối với công ty, chứ không phải là mất nữa đâu. Mà trong đó là báo cáo các đồng chí là chúng ta cạnh tranh bê tông bây giờ từng xu từng hào, cướp nhau từng công trình nhỏ đến công trình to. Đấy, như tôi nói qua đồng chí Hào, đồng chí Hà và đồng chí Thành ở Thanh Trì đấy, để các đồng chí hiểu. Em xin ngắt lời một chút ạ. Thực tế thì các trạm khác em thấy cái số lượng người nó về thí nghiệm họ nhiều hơn mình. Đối với một tổ, vì họ là một tổ thí nghiệm, họ bao gồm rất là nhiều bộ phận bốc mẫu riêng, bộ phận nén mẫu riêng và bộ phận đi công trình riêng. Tổng cái số người của họ là nhiều hơn của mình. Thực tế là anh vừa phân tích là cái mất của anh là có thể nhìn thấy, nhưng mà em lại cũng nhìn thấy một cái mất nữa của anh là hiện tại là cái tổ thí nghiệm là không đủ người, nên là cái số lượng mà khách hàng mình có thể là bị từ chối và bị mình không khai thác được nhiều, cái đó cũng là cái một cái mất mà em nghĩ nó còn lớn hơn như thế. Thì mình phải cân đối là lại cái bộ cái tổ thí nghiệm này, theo em là phải có xem xét lại về cái nhân sự để làm sao đảm bảo được cái công tác sản xuất ấy. Đồng chí Sơn, tôi hỏi lại câu cuối cho tôi nghe lại thêm. Em thấy là đối với cả dưới trạm em ấy thì là người luôn luôn thiếu về bộ phận thí nghiệm, nên là bọn em phải cân đối khách hàng rất là khó khăn, cũng như kinh doanh họ cũng nắm rất rõ cái việc đó. Nên là nếu mà nói về con người bên em không thấy thừa. Cái việc giả lương thì nó theo quy định của công ty rồi, nên là em không nói thêm về cái việc đó. Nhưng mà về con người là hiện tại là không đáp ứng đủ sản xuất. Và nếu sau này xe mà 30 xe nữa thì đương nhiên cái lượng hàng của mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Thì nếu mà bộ phận thí nghiệm vẫn nguyên xi như đó thì chắc chắn là không thể đáp ứng kỳ được. Về công nhân thí nghiệm ấy, báo cáo đồng chí Sơn và đồng chí Bắc, hiện tại cái sản lượng của chúng ta một tháng trong một trạm tôi bình quân chưa nổi 25.000 khối trên một tháng đâu. Chưa, nếu bình quân cả năm chưa đạt được,
chỉ đạt được tầm khoảng 20-18 ngàn khối trên một năm. Mà với sản lượng này, với con người này, chúng ta đang bị dư thừa. Tôi khẳng định ngay điều này, báo cáo các anh chị đấy, khẳng định là dư thừa, không thể nói chuyện là bảo đủ được, là dư thừa. Vì sản lượng cả công ty hiện tại năm 2016 đạt được 530 ngàn khối, trong đó là cả trạm Hà Nam, trong đó là cả trạm Máng Bảo Lạc, thì báo cáo các đồng chí là chúng ta chưa đạt được 250 ngàn khối trên một năm. Nếu mà chưa đạt được 250 ngàn khối một năm thì chúng ta chưa đạt được 20 ngàn khối chúng ta. Mà trong đó là người, chúng ta là 12 người dư thừa. Còn cái cách quản lý mọi người làm sao nó đảm bảo, làm sao đủ, đấy là do trạm trưởng, do tổ trưởng điều hành của tổ thí nghiệm. Tôi khẳng định ngay điều đấy. Thì về vấn đề con người là chúng ta đến tại thời điểm này chúng ta không thay đổi. Về nhân viên thí nghiệm mẫu là chúng ta không thay đổi tại thí nghiệm này. Nếu như trạm Mỹ Đình, trạm Thanh Trì tăng từ 25.000 khối đến 30.000 khối, tôi tăng thêm cho 50 nữa ngay, mỗi người cho 50 cho một trạm. Tôi không khắt khe về vấn đề này, nhưng chúng ta dùng vừa đủ chứ không thể dùng thừa được. Báo cáo các đồng chí, nếu như con người dùng càng nhiều thì sự ỷ lại càng lớn, đấy là chắc chắn luôn. Tị nạnh càng rất nhiều, bon chen càng lớn. Thế thì vì này, cái điều này thì đồng chí Sơn xem lại về cách điều hành, rồi cách làm như thế nào cho hợp lý. Còn về tổ mẫu thì báo cáo các đồng chí, như quy chế mọi năm ấy là chúng ta bổ sung 30 tổ trên một năm cho một trạm, đó là trạm Thanh Trì và trạm Mỹ Đình. Thì về vấn đề này thì đồng chí Sơn và đồng chí Yến, cứ một là phòng thiết bị hay là phòng kế toán mà lấy tiền đi mà làm thôi. Tôi có khắt khe đâu, tôi nói đâu tôi làm mà. Chứ tôi không phải là tôi nói tôi rút lời đâu. Mà tại sao những cái phần này là các đồng chí không làm, mà bây giờ đến tại thời điểm này đồng chí lại kêu lên tôi mà lại bảo là không có. Tất cả những cái yêu cầu của các đồng chí, từ người công nhân cho đến trạm trưởng, gần như là yêu cầu lên tôi giải quyết. Mọi năm thì vẫn có anh ạ, nhưng mà trong quy chế những năm trước là có cái phần đấy, nhưng năm nay là cắt đi. Thì em muốn hỏi lại để sau này không có những cái việc mà bảo trong quy chế không có là không làm. Ý em là như thế. Có nghĩa là trong cái phần thí nghiệm bổ sung của cái 30 tổ mẫu trên 1 năm là không có ở đấy trong mọi năm đúng không? Mọi năm là có rồi và đã thực hiện rồi anh ạ. Trong quy chế đã có, nhưng có nghĩa là năm 2017 này là chưa có đúng không chị Sơn? Vâng, năm 2017 này là mình không có trong quy chế. Cái việc này thì tôi sẽ là bổ sung thêm về cái phần thí nghiệm mẫu. Riêng về cái thí nghiệm mẫu của năm 2017, nếu chưa có thì tôi yêu cầu lên bổ sung lên cho các đồng chí thêm 150 tổ chứ không phải là 30 tổ. Vì tại sao mọi năm là các đồng chí dùng sắt, năm nay các đồng chí dùng nhựa, mà dùng nhựa thì các đồng chí phá cho tôi nhiều, tôi cho các đồng chí nhiều. Thế được chưa anh Sơn? Cái này thì bọn em thực ra là bọn em đã thực hiện như anh nói, tại vì là bọn em quy đổi giữa quân sắt và quân nhựa, chứ nếu mà 30 quân mà làm với khuôn nhựa thì chả mấy mà hỏng mà không đủ được. Anh ạ, nếu như 30 khuôn thì cho anh đúng có 5 cái nhà dân anh vứt đi rồi, chưa nói đến công trình nhà nước. Tôi khẳng định ở ngay ở đây này, đối với các đồng chí làm thí nghiệm này, các đồng chí đi làm của nhà dân đấy, làm thí nghiệm ấy, gần như các đồng chí không quan tâm đến cái thị trường bóng, đúc để lấy vỉ xong đó vứt đấy, muốn làm gì thì làm. Kể cả khuôn các đồng chí vứt luôn. Mà tôi chứng kiến rất nhiều, tôi gặp rất nhiều, tôi đi công trường rất nhiều đã nhìn đến việc đó. Nhưng năm nay tôi yêu cầu đồng chí Sơn, nếu như tổ thí nghiệm nào mà làm vất ở công trường tôi bắt gặp, mà để vất tay vất lóc không ngâm, không làm đúng quy trình, tôi sẽ chụp ảnh, tôi sẽ gửi lại. Mà năm nay quy chế của chúng ta, tôi bổ sung về phần quy chế là về
Về phần quy chế thì chúng ta năm nay bổ sung là thêm một đồng chí chuyên ăn và theo dõi đi kiểm tra các đồng chí ăn và chụp ảnh đi theo dõi các đồng chí. Một là phần ngoài công trường không thực hiện đúng quy chế công trường, mặc quần áo bảo hộ, rồi thí nghiệm vứt mẫu má không thí nghiệm, không ngâm, không xếp tay nắp, tôi đều phạt các đồng chí. Có cái phần thưởng, báo cáo các đồng chí phần thưởng. Như đồng chí Sơn nói, chỉ phạt nhiều không có thưởng. Tôi cũng đính chính lại phần quy chế. Về phần thưởng đối với anh em lái xe, nhất là anh em, chủ yếu là anh em bê tông thôi. Nếu anh Sơn nói thế, chủ yếu là bê tông là nhiều. Nhưng tôi cũng đã nghĩ bổ sung cả thêm phần thí nghiệm, chứ không có mỗi lái xe không mà thí nghiệm không có gì thì nó cũng không được. Thì báo cáo các đồng chí về phần thưởng, anh em lái xe thí nghiệm cùng ca hôm đó, nếu như bê tông thừa thì mỗi một khối tôi để lại cho anh em lái xe và thí nghiệm mẫu. Tóm lại là cả bộ máy điều hành ngày hôm đó nha, không riêng gì mà mỗi ông lái xe, không riêng gì ông thí nghiệm, không riêng gì ông vận hành, không riêng gì ông điều hành, mà trong cả tổ hôm đó là tôi để lại cho các đồng chí là 250.000 đồng trên một khối, những khối lượng thừa. Nhưng phải xác định được đúng khối lượng thừa đấy, không có công ty không có tiền bù đâu. Tức là chứ cứ ghi lên thừa cái đấy thôi là về lấy tiền tôi, không có đâu. Về cái phần tổ sửa chữa là trước mắt là từ trước bây giờ tất cả các nơi là trực thuộc của các trạm, để các trạm chủ động điều độ thợ của mình. Nhưng người thợ sửa chữa đấy thì do đồng chí Long quản lý và điều động của các đồng chí thợ đấy ở cái trạm đấy cần bao nhiêu người và bao nhiêu người cần rút đi như thế nào thì đồng chí Long là đồng chí sẽ điều tiết để thợ đấy. Giả sử như đồng chí Sơn cần bao nhiêu thợ thì yêu cầu ông Long phải cho bính nhiêu thợ thì đáp ứng đủ cái nhu cầu ở dưới ông Sơn đấy. Vì thế là đồng chí Sơn phải hiểu rõ, có nghĩa là đồng chí Ngôn và một vài đồng chí thợ nữa là trực thuộc của được các đồng chí trạm quản lý, nhưng để thêm bất người để cho nó hợp lý thì là đồng chí Long là người quyết định là tăng thêm cường thợ cần bao nhiêu thợ nữa, và đồng chí Long phải trực tiếp quản lý tay nghề của các đồng chí thợ này. À, đồng chí Sơn nhá, đồng chí Sơn đã hiểu được cái này chưa nhở? Vâng, em hiểu rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phần thí nghiệm. Theo quy chế của công ty thì có hai trạm trộn to nhất, đó là trạm trộn Mỹ Đình và trạm trộn Thanh Trì. Tổng số người thí nghiệm và quản lý chất lượng là 12 người được hưởng cái chế độ của công ty. Còn nếu các đồng chí thuê người thì các đồng chí tự phải trả cái việc mà đồng chí thuê người, giống như ở Mỹ Đình. Báo cáo các đồng chí là quy chế người ta 12 người, người ta thuê thêm 2 người để làm ngoài, đấy là việc của tổ thí nghiệm phải chi trả cho 2 người đó. Thì đồng chí Sơn kiểm tra lại xem tổng thí nghiệm ở dưới Thanh Trì tại thời điểm này là bao nhiêu người, trong đó là cả quản lý chất lượng nhé. Dưới em hiện tại là có 11 người theo biên chế và có tổng tổ thí nghiệm là 12 người, có nghĩa là tổ thí nghiệm đang chia sẻ là một người không ăn theo biên chế, cũng do trạm trưởng hiệu có trong biên chế. Tuy nhiên là như giám đốc vừa nói cũng như là trao đổi lúc trước ấy, thì đồng chí Long này là người quản lý, thì tôi không hiểu là cái quản lý trực tiếp của đội sửa chữa là thuộc của ai, thì đề nghị là giám đốc cũng cho ý kiến về cái việc đấy. Đấy là việc thứ nhất. Và việc thứ hai là tôi cũng xin có ý kiến tiếp theo là về chỗ tổ thí nghiệm. Tổ thí nghiệm thì trước đây là biên chế của dưới trạm Thanh Trì là có 10 người thôi. Thì năm vừa rồi trạm cũng đã trực tiếp xin được giám đốc là 11 người. Và cái tổ thí nghiệm thì năm vừa rồi cũng rất là căng.
tôi cũng thấy là một trong những trọng tâm cần phải tăng thêm người. Tuy nhiên là trong quy chế ghi ở trong đây ấy, thì là thấy 12 người. Tôi cũng rất là mừng, nhưng mà phải hỏi rõ là cái đấy là có phải là 12 người thật không? Nếu mà được 12 người thì tôi cũng thấy rất là hoan nghênh. Trong cái tổ thí nghiệm ấy, thì mọi năm cái quy chế thì có cho là 30 tổ mẫu một năm đối với cả tổ quan sát theo cái quy chế cũ. Nhưng tuy nhiên là trong năm nay thì không thấy cái phần mà được bổ sung cái việc đó, cái phần mà tổ mẫu bị hư hỏng cũng như là bị hỏng hóc cũng như có thể là bị mất mát ở những cái lý do công trình, thì tôi cũng đề nghị là làm rõ cái việc đó. Anh chị còn gì nữa không? Tôi xin có một cái ý kiến nữa, mà có ý kiến này tôi ngồi trực tiếp với anh em ở đây thì tôi thấy là trong công ty mình có đề ra nhiều cái phạt quá, nhưng tuy nhiên là không có cái điều khoản thưởng để động viên anh em. Và ví dụ như cái điều khoản phạt về cái xe bê tông mà trả về mà phải đổ đi ấy, thì cộng tất cả cái mức phạt mà của cái xe đấy đối với các bộ phận thì nó gần như là vượt quá 100%. Gần như là phạt như thế thì tôi nghĩ là nó nặng nề quá. Cái thứ hai là không nên cho những cái điều khoản mà có thể bổ sung những cái điều khoản nào thưởng thêm cho những cái việc mà chạm tận dụng được những cái bê tông thừa cho những anh em lái xe hoặc những bộ phận khác, thì có đó nó cũng khuyến khích anh em cũng như là cũng có các trạm khác nó cũng áp dụng rồi, thì tôi nghĩ là công ty nên xem xét cái việc đó. Tôi xin hết. Bảo dưỡng bơm mỡ dầu mỡ thường xuyên theo chu kỳ, không ai khác cả nhá. Cái người quản lý trạm nó do trạm trưởng trạm phó quản lý thiết bị của mình. Còn về bảo dưỡng theo chu kỳ hàng năm thì công ty sẽ có một lần bảo dưỡng giống như tôi đang bảo dưỡng này. Một năm tôi phải bảo dưỡng một lần, tháo toàn bộ ra gần như làm mới. Báo cáo anh Long, hiện tại là tôi đang ở trạm Mỹ Đình. Tôi hai trạm này bảo dưỡng tổng thể của tôi gấp gần 400 triệu nhá. Gần 400 triệu phần sửa chữa để bảo dưỡng như mới, nhưng trạm tôi chỉ được một lần trong một năm thôi, không có lần thứ hai. Nói rõ luôn các trạm trưởng để các trạm biết. Còn trạm ở Thái Kỳ, đồng chí Đông đã trình cho tôi bảo dưỡng những cái gì tôi đã làm rồi, còn thiếu cái gì chưa làm thì đồng chí trình nốt để tôi làm. Từng để trường hợp để cho nó hỏng bét ra bắt đầu với bảo dưỡng là không được. Còn khi hỏng thì đương nhiên thợ sửa chữa chúng ta phải bắt buộc phải lao đầu để sửa chữa, để làm. Ngoài cái thuê ra được bao nhiêu, còn không thuê được mà chúng ta phải làm. Vâng, cái đấy thì không thành vấn đề như em biết, nhưng mà bây giờ bơm nước hỏng hay nào, mất điện mất điện gì cũng thợ sửa chữa ra làm cho cái mất điện, hay là cái quả lô nó bị hỏng chục cẳng trước mà không chưa kiểm tra gì cả, cũng bảo nó bốc khói mù mịt nên tao không biết đâu một lần, mày đi ra xem cho tao cả. Anh Long đấy là ở trạm nào anh? Trạm Mỹ Đình. Vậy thì anh hỏi là anh chỉ huy. Em hỏi đi, bỏ đây là việc của chúng mày thì chứ đâu mà lần anh. Việc của em thì chịu thôi. Thế bây giờ cái việc của chúng mày là việc của nhau nào? Thế việc của chúng mày là mẹ việc của công ty mày à? Thế thì em không biết, thế nên em hôm nay em mới hỏi anh. Đây quả lô nó quay ở trong. Nếu như mà anh bắt ấy, anh chưa hiểu được cái trạm trưởng của anh ấy thì bảo anh ấy đọc thêm một ngày nữa anh làm. Mà chưa đọc được cái đừng có làm. Hôm nay em mới hỏi anh, nó khó lắm. Như là cái gì ra đầu bọn em, bơm cần, chạm cần, xe cần, cái gì đến bọn em, đi lông cần đến em nữa, thì còn cái gì thì em làm nốt luôn thì nó còn cái gì đâu. Thế hôm nay em hỏi anh, em bức xúc lắm, nhưng mà em việc em làm em vẫn làm, em phải làm hết mình. Nhưng mà cái gì trong ngoài tầm với của em cần trình anh thì em sẽ trình, còn em làm được em sẽ làm. Nhưng mà cái gì đến em thì chắc là em thôi cũng xin nghỉ, không làm nổi thì không thể đáp ứng được. Báo cáo anh Long nhá, cái việc trạm nào có người quản lý trạm đó, còn anh là đang là sửa chữa chung một cái xưởng của tôi. Vâng, cái đấy thì em hiểu mà, thì em vẫn đang làm theo đúng quy trình luôn. Anh theo dõi toàn bộ hệ thống xe,
kể cả bất cứ ở đâu, đến ngay bảo dưỡng yêu cầu cho xe bảo dưỡng cho tôi, bảo dưỡng bảo trì. Thì em hiểu rồi, nhưng mà bây giờ cái gì đến tay em, chạm cần phân phối, bơm, xe. Còn cái phân phối tôi nói nhắc lại, tôi khoán 33 triệu cho 3 đồng chí, là mỗi một đồng chí là 11 triệu. Trong đó là vừa vận hành một cái bơm, vừa vận hành một cần phân phối, mà chỉ ăn ở một công trường đấy thôi. Thì 3 đồng chí phải chịu trách nhiệm hoàn toàn từ nâng cần. Trừ trường hợp hỏng thì thợ phải sửa. Đúng rồi, thế nhưng bây giờ lân cần em đi hôm trước anh gọi em, em ở đang lân cần ở 69 Vũ Trọng Phụng đấy. Thì em cũng phải đi lân cần. Thì còn ai làm xe rồi. Thôi về vấn đề riêng về phần bơm. Vì là nay người này vào, mai người kia vào, chưa nắm được cái đó. Mà bản chất anh bắt anh điều hành anh cũng chưa nắm được. Hiện tại anh chưa nắm được gì cả. Anh đang rất lơ mơ. Hôm nay lính của em cũng phải đi lân cần ở 360 Giải Phóng, bây giờ vẫn chưa về. Vâng, cái này tôi xin lỗi anh Long nhá. Tôi thay mặt cho anh em tôi xin lỗi anh cái vấn đề này. Vì thật sự ra ấy, anh Bắc anh đang nuông chiều xin lỗi các đồng chí từ xưa bây giờ ấy. Anh Bắc anh đang nịnh từ một thằng nhỏ nhất đến một thằng to nhất. Nhưng ngược lại, hiệu quả của anh Bắc ấy không có một cái gì. Mặc dù anh bỏ ra anh nịnh không giải quyết được điều gì. Tôi khẳng định từ xưa bây giờ luôn, không phải đến bây giờ. Chỗ nào cũng định, nhưng mà đã ra một cái gì đâu. Báo cáo các đồng chí thế. Đấy mà nói xấu đồng chí Ninh, Ninh công nhân nó trả ra một cái thể thống. Có đúng là như thế luôn. Bỏ nó vẫn bỏ, nghỉ nó vẫn nghỉ. Lương thì rất là cao. Chả hiểu nó như thế nào. Còn tôi xin lỗi các đồng chí thời tôi điều hành ấy. Mấy đồng chí bơm ấy, tôi vào tôi gọi đi làm đang ốm sắp chết này, tắc môn trong nhà suốt vì lút. Tôi vào tôi gọi đi bơm đi làm khỏi mẹ này, nhắc phải mất nhiều viên thuốc nào. Chắc đằng này Ninh bố ấy. Chả làm được cái gì. Vì chúng ta không có một cái cách điều hành. Định như thế thì chỉ là vô nghĩa thôi. Rồi phân ra bè phái, phá hoại công ty. Đây tôi nhắc lại cho các anh các chị ở Mỹ Đình một lần nữa. Ai có bức xúc không? Có ai không bức xúc? Trong đó công việc công ty bề bộn như thế, cho toàn bộ anh em nghỉ luôn, đi ăn về nhà mới hoặc là đi tất niên gì đó. Tôi nghe mang máng như thế. Thật sự một cách, một người cán bộ, tôi không hiểu là cán bộ này này làm gì, không biết hiểu gì. Nói ra thì phải nói xấu, không biết là như thế nào. Về mặt tích cực đồng chí có, nhưng ngược lại được 3 hôm thì đồng chí lại đốt sạch. Cứ được 3 hôm tích cực thì đốt tới 10 hôm. Tôi hỏi thằng chày họ làm cái gì. Đấy, về cái vấn đề mà chúng ta ấy, thì báo cáo các đồng chí là chúng ta chủ yếu là đoàn kết để chúng ta làm. Còn về cái đồng chí Long vừa nói thì nó rõ ràng lắm đồng chí Long ạ, chứ không phải mập mờ như đồng chí đâu. Trong các trạm nó đều rõ ràng mà. Mỗi cái ở Mỹ Đình này, đồng chí Luân và đồng chí Bắc dựa dẫm vào đồng chí thế thôi. Nhưng mà em thấy mập mờ lắm, cái gì đến em thì nắm lúc không thể làm nổi. Còn xe thì em sẽ hoàn thành cho anh, đấy là chạy là như cuối năm vừa rồi đấy là... Tôi cũng đây mạn phép tất cả luôn. Ở Mỹ Đình này, nhà đồng chí Bắc là trạm trưởng, đồng chí Luân là phụ trách trạm phó chuyên về thiết bị. Nếu như đồng chí Luân là không làm được thì đồng chí Tuân đang quản lý phải làm trách nhiệm này. Nếu như đồng Luân làm được hay không trả lời ngay trong tuần này tôi, để tôi có biết được quyết định người khác.
Còn đồng chí Tuân, mục đích của tôi cũng đang nói với đồng chí Tuân là đưa đồng chí Tuân vào làm Quảng Nam. Mà đồng chí Tuân không vào được nữa thì đồng chí Tuân ở đây làm trạm phó Mỹ Đình, quản lý toàn bộ về mặt thiết bị và người tốt ở Mỹ Đình. Thì đồng chí Tuân ý kiến như nào? Tôi xin hỏi luôn đồng chí Tuân ở đây. Đồng ý ở lại Hà Nội hay vào Quảng Nam? Là đồng chí Tuân là quyết định là vào Quảng Nam đi. Vậy thì đồng chí Luân trước mắt phải làm cho tôi quản lý toàn bộ thiết bị của cái trạm Mỹ Đình. Hỏng hóc đồng chí Luân phải chịu trách nhiệm. Mà đồng chí bắt chịu trách nhiệm. Còn nếu các đồng chí làm không đúng cái quy trình, quy chế của công ty thì các đồng chí đương nhiên phải chịu trước công ty. Còn nếu đồng chí không làm được nữa thôi, đồng chí nộp đơn, giả lại công ty thôi, giả lại trạm thôi, không nói nhiều. Đấy về vấn đề cái trạm thôi, quyết định là chúng ta như thế. Thế bây giờ còn ai có ý kiến được không? Cho em hỏi thêm một câu hỏi nữa. Nói thì, bây giờ như giải quyết tai nạn thì ở giải quyết tai nạn ở trên đường, như trường hợp cuối năm vừa rồi thì công ty mình không có ai mà giải quyết chậm như thế thì mất nhiều tiền lắm ạ. Mà em đi thì người ta bảo mày quỷ gì mà nói chuyện với tao thì nó rất là khó. Về tai nạn, nếu như trạm nào mà bị tai nạn thì trạm trưởng, trạm phó phải trực tiếp ở đấy xử lý, sau đó báo cho đồng chí Thái và đồng chí Liễu để kết hợp để giải quyết về phần quyền lợi bảo hiểm cho các đồng chí. Còn về hỏng hóc sửa chữa, nếu như xe hỏng hóc sửa chữa thì các đồng chí sửa chữa của trạm, giả sử như Minh Đình, Mỹ Thanh Trì là có đồng chí Ngôn thì đồng chí Ngôn gần nhất là đồng chí ra xử lý. Ở Mỹ Đình đồng chí Long gần nhất thì đồng chí Long sai người của đồng chí Long ra xử lý cùng với anh em trạm trưởng. Lúc đấy là phải cùng sức hợp tâm lại để mà chiến đấu, chứ không phải ai và ai cả, riêng riêng cá nhân nào. Vâng, cái đấy thì em hiểu. Vì nhưng mà em bảo là giờ đi giải quyết ấy thì tai nạn thì mình rồi, tất nhiên là mình đi sớm gọi cái thì mình lên đường luôn thì nó dễ hơn. Và như tránh trường hợp như hôm cuối năm mà bị ở trên Subucha đấy thì nó rất là khó. Báo cáo với anh là tôi hôm đấy là đi xa không có nhà, mà tôi phải điều hành từ ở nhà lên Hà Nội, cử người lên để xử lý. Cái việc này là do cán bộ trạm trưởng, trạm phó, tôi xin lỗi các đồng chí đầu đất, thì nó mới xảy ra cái chuyện đó. Kể cả các đồng chí điều hành là đồng chí trực tiếp không phải lên xử lý, không riêng gì ai cả. Nhưng mà chúng ta không làm được điều đó. Chúng ta vô trách nhiệm. Không nhầm là đồng chí Luân hôm đấy là trực của ca này. Đúng rồi, nhưng mà em đi, anh Luân bảo em đi, nhưng mà lên nó bảo mày tuổi gì nó chửi tao thì khó. Nó định đánh thì em bảo thế thôi. Đánh người không đơn giản đâu. Đánh lái xe rồi đánh, tát cho ai phát thì chắc là phản ứng thôi. Đánh người không đơn giản nhá. Nó đánh ai phát rồi. Không, lái xe. Tôi về sau tôi đưa người lên nên nó có làm gì đâu. Nhưng mà nó bảo ông Nam, sau này nó bảo ông Nam là mày quỷ vẹo, mày là gì mà nói chuyện với tao, đầu người đầu cặc, nhưng mà máy này về xong rồi thôi. Mà mất 50 triệu con xe đấy nếu mà đưa vào gara mà của mình Trường Phát đấy thì chắc chỉ 20 triệu. Em định giá bảo là 20 triệu là xong, nhưng mà kéo lên tận trên thủ lỗ Đông Anh 50 triệu. Của mình mà chạy trên mỏ ấy, mà hỏng ở trên mỏ, ví dụ là phớt me ơ hay là cầu cước gì thì anh cho ý kiến cho mẹ em có điều hành được sửa chữa trên đấy để sửa luôn không, hay là phải qua anh Đấu hay là qua ai thì để em còn biết luôn ạ. Không thì tất cả mọi thứ toàn em về đây em làm hết. Còn trước kia thì em nhận cả xe ben lên đấy làm, nhưng mà không hiểu sao không cho, thì bây giờ nó có nhiều cái vấn đề nó khó. Là sao chưa hỏi đấy?
như bây giờ em hỏi là bây giờ là xe ben của mình thì chạy xuống Thanh Trì, nó hỏng ở trên Thanh Trì thì có anh Đông rồi thì ok rồi, với ngôn nước này thì ok, nhưng mà chạy trên mỏ mà hỏng ở trên mỏ, ví dụ là hỏng phân mê ơ hoặc là gì đó hơi hám gì thì bảo anh em ở trên đấy chạy ra sửa cho, hay là em điều hành được sửa chữa trên đấy, hay là phải quay đấu hay qua ai ạ? Về vấn đề tôi đã nói từ nãy giờ rồi, tất cả tôi định vẫn phải là qua tay ông, nhưng mà em bảo thì họ hoảng phải bảo anh đấu thì nó mới làm, không thôi rất khó. Không lại như thế được, thì bữa trước em cũng bảo nhưng mà phải qua anh đấu nên là rất khó, còn ở Thanh Trì thì nó lại là khác. Thế thợ ở Quang Long đâu đứng này cho quay. Em với ai bây giờ như này nhá, thông báo tất cả các thợ của các trạm để điều hành về một mối, và chúng ta để thanh toán tức thoáng lương về một mối tổ thợ, phân công ra các anh làm ở đâu. Giả sử các anh làm ở trên mỏ thì các anh làm ở trên mỏ trực tiếp là anh Long sẽ giao lại cho anh đấu và ai ở trên mỏ đó để quản lý các anh ở trực tiếp đấy, vì anh Long anh không ở trên đấy được, em hiểu không? Thì phải giao lại cho người quản lý đấy để quản lý lại mọi người. Vì tại sao? Các em là làm công ty chứ không phải là trong gia đình. Nếu như các em có vấn đề gì xảy ra thì công ty anh phải chịu trách nhiệm, em hiểu không? Thế vì thế là tại sao cái phần quản lý con người rất quan trọng, phải giao lại cho anh đấu là anh quản lý của các em, hoặc trực tiếp điều hành điều động đi đâu như nào, là sau này là anh Long mới là người điều động. Còn ở trên mỏ hỏng hóc cái gì ở trên đấy thì đương nhiên là anh đấu là anh sẽ là xử lý điều trực tiếp em ở trên đấy. Còn cái nào giả sử em không làm được hay như nào, em điện lại cho ông Long bảo cái này em không làm được quá tầm với em, thì lúc đó ông Long phải trực tiếp xuống để xử lý. Em hiểu không? Em xin phép có mấy cái lời nói, tức là về cái phần sửa chữa ở trên mỏ. Thì thực ra ở trên mỏ bây giờ thì có 5 con xe hổ gồ và 3 con máy xúc đào, 1 con xúc lật. Thực ra cái thiết bị ở trên mỏ thì do cái đường xá nó rất là khó khăn nên là xe nó cũng hỏng rất là nhiều. Mà ở đây hiện tại là chỉ có 2 người, trên đấy 2 người sửa chữa tất cả lốp, tất cả hàn xì, các cái lặt vặt là xử lý hết tất cả toàn bộ. Vì chính vì thế như có một số các cái xe ở trên Việt Hàn nếu mà hỏng nặng ấy thì em bảo là nếu mà về dưới kia thì về, còn những cái tất cả những cái nhẹ từ xưa giờ, kể cả từ xưa chưa có đồng chí Long hay tất cả đồng chí nào, nhưng ở khi ở trên này báo hỏng ở trên đấy xử lý được là hoàn toàn ở trên mỏ xử lý, chứ không phải là ở trên mỏ mà đuổi về dưới này. Đấy, cái đấy là không bao giờ em đẩy cái trường hợp đó xảy ra, trừ trên mỏ quá bận mà cần xe ngay thì là mới phải chuyển về thôi. Đấy thì em cũng báo cáo để anh nắm được cái điều đấy, em xin hết. Đồng chí Long còn ý kiến gì không? Như thế thì cũng rõ ràng người ta cũng trợ hết cỡ rồi chứ. Không, vì bữa trước có con xe nắp mà bơm ở trên đấy em bảo, nhưng mà phải hỏi qua anh đấu, thì hôm nay tiện em hỏi luôn một thể rồi. Nha, đồng chí nào đừng có phân chia ra một cái gì cả. Không, em thì không chia gì đâu, vẫn làm việc hết mình anh. Đấy là về vấn đề sửa chữa. Thì có ai có hỏi cái gì nữa không nhỉ? Vì chúng ta thời gian còn rất là ngắn thôi, còn một chút nữa thôi. Đúng rồi, tôi chỉ hiểu cái 2 phút thôi. Ai nhỉ? Vâng, anh ông Đinh Văn Thắng. Tôi đã gặp với tổng giám đốc này, tôi ký hợp đồng tư nhân với giám đốc, tôi đã về hưu rồi. Tôi làm thì từ tháng 11 đến giờ thì tự nhiên là tụt lương tôi xuống 6,5 triệu. Đấy mà lương của tôi thì không bằng thằng này cả, mà lương này tôi người độc hại. Thì sau cái buổi giao lưu hôm nay thì giữa sự hỏi và đáp thì giám đốc có tăng tôi hay không, tôi nói công ty đấy, tôi muốn là bao giờ tôi hết sức khỏe thì tôi mới không đăng nói công ty được. Nhưng mà không tăng lương cho tôi thì chắc là tôi cũng chào quan họ chúng ta ra về. Vâng, thì báo cáo đồng chí khoảng 4 triệu đúng không ạ? Mà tôi yêu cầu là phải cân đấy. Thừa là phải xử lý được thì mới được chứ không phải thừa. Vâng, anh Sơn là thừa phải xử lý được để quay đầu để mà đi bán đi được tiếp ấy thì tôi mới được thưởng. Còn thừa mà về đổ xuân cho bắt tôi hót chi tiền nữa thì tôi chịu. Làm sao có tiền?
Thế là nói rõ anh em đấy để anh em bê tông hiểu. Không có lại bảo cứ mà thừa về đủ đi cũng lấy được tiền. Cái công ty không đủ điều kiện. Về phần thưởng lại cho như thế thì đồng chí Chí Sơn, đồng chí Bắc, đồng chí Tuấn, đồng chí Hùng có ý kiến gì không? Đồng chí Hùng là trạm Quảng Nam nhé, còn trạm Đà Nẵng ấy thì báo cáo là riêng cái trạm Đà Nẵng ấy thì chúng ta có liên doanh một khách hàng thì phần thưởng đấy nó rất là khó đối với công ty. Tôi cái phần đấy thì đồng chí Hùng tự xử lý cái trạm Đà Nẵng. Còn trạm Quảng Nam mà tới này là chúng ta bắt đầu làm đưa vào sử dụng ấy thì chúng ta cũng đều theo một quy chế của công ty mẹ. Mà tất cả các công ty con của chúng ta ấy, từ công ty Quang Minh, công ty Quang Long, trạm Hà Nam, trạm Quảng Nam, trạm Mỹ Đình, trạm Thanh Trì, trạm Láng Hoa Lạc, chúng ta đều dùng chung một quy chế. Có nghĩa là tôi nhắc lại là chỉ có một quy chế duy nhất chứ không có quy chế thứ hai. Còn mỗi một công ty đặc thù một công việc nào thì ta hưởng theo cái đặc thù của công việc đó. Như ở công ty Quang Minh, báo cáo các đồng chí vừa rồi có một đồng chí khoa nổ là đồng chí Hồng. Năm ngoái là nhận khoán lại công ty, đầu năm năm nay là đồng chí Hàn rồi, đồng chí xin nghỉ rồi. Tôi cũng bảo đồng chí tôi, đồng chí nghỉ thì đồng chí nghỉ, còn tăng giá tôi không tăng giá. Đây nói với anh em khoa nổ mà nói và thông cảm. Tôi nghe thấy là anh em đòi tôi là 300.000 đến 350.000, nhưng ông Hồng cũng đòi tôi 450.000. Tôi bảo thôi anh nghỉ đi tôi không nhận. Đấy, trực tiếp tôi nhận, anh em đòi hỏi tôi có 350 hay 300 gì đấy. Nhưng ông đòi tôi 450 trên một khối, một công. Đó thì tôi không thể làm được. Báo cáo các đồng chí, đá chúng ta, tôi đây tôi nói riêng về cái hai cái mỏ này một chút. Đá chúng ta, sản lượng chúng ta đổ ra một khối đá bây giờ báo cáo các đồng chí tôi lãi không nổi 5.000 đồng trên một khối. Và trong đó tôi đầu tư hàng mấy chục tỷ vào đó. Tôi hỏi rằng một năm tôi kiếm được bao nhiêu, các đồng chí nhân xem sản lượng nhưng được có 5.000 đồng cho một khối, mà 5.000 đồng cho một khối, báo cáo các đồng chí hết thằng này vào kiểm tra đến thằng kia kiểm tra, hết thằng này vào phạt đến thằng kia phạt. Có nghĩa là cái công ty Quang Long của Quang Minh của chúng ta ấy là tôi mua được nó được 2 năm thôi, nhưng báo cáo các đồng chí là công ty phải bỏ tiền từ công ty Việt Hàn này ra để chi trả cho công ty Quang Minh đạt được cái sản lượng đến ngày hôm nay mà trả nợ đến ngày hôm nay đó. Còn công ty Quang Long ấy thì báo cáo các đồng chí cũng chỉ là đủ nuôi cho anh em công nhân và cũng chỉ đủ tạm để sản xuất phục vụ cho công ty Việt Hàn, để có lãi cũng không có lãi. Vì tại sao cái công ty Quang Long cường độ đá của chúng ta quá cao, từ 1.600 đến 1.700 cường độ, nên với cái phần mài mòn máy móc chúng ta hỏng quá lớn. Riêng công ty Quang Long một tháng không dưới 150 triệu tiền sửa chữa. Đấy, nhẹ nhất một tháng là không dưới 150 triệu phần sửa chữa của công ty Quang Long. Có một quỹ mà kế toán kê ra nguyên sửa chữa của bên Quang Long hết 8 tỷ. Báo cáo các đồng chí tôi giật mình, không hiểu sửa chữa cái gì lên 8 tỷ trong một năm, à một quỹ. Đấy, năm 2016 ấy. Đấy, về cái phần của công ty Quang Long của Quang Minh thì báo cáo các đồng chí là chúng ta có đặc thù riêng. Thì về vấn này thì hai đồng chí đấu của đồng chí Hiệu xem còn cái gì có ý kiến ảnh hưởng đến anh em công nhân thì các đồng chí cho ý kiến. Quay lại là đồng chí Sơn, về cái phần thưởng như thế thì đồng chí còn ý kiến gì nữa không đồng chí Sơn? Thôi anh ạ. Theo tôi còn một cái phần thưởng nữa đấy. Báo cáo các đồng chí trạm Thanh Trì và trạm Mỹ Đình, tôi thưởng cho hai cái trạm này năm nay là 60 xe mới, mỗi trạm là 30 xe. Nhưng ngược lại các đồng chí năm nay phải thưởng lại ngược tôi đấy nhá. Tôi nói trước các đồng chí lái xe và các đồng chí trạm trưởng thế, vì năm nay xe mới tôi yêu cầu các đồng chí toàn bộ thưởng cho tôi lại cái vệ sinh sạch sẽ của xe. Và tôi cũng sẽ ngược lại, một tháng tôi sẽ thưởng lại cho các đồng chí 500.000 đồng trên một tháng nếu như các đồng chí sạch. Còn nếu như các đồng chí bẩn
thì tôi ngược lại phạt lại là 1 gấp 2 lần, có nghĩa là 500 nhân 2. Anh Sơn nhá, mà cái này tôi sẽ đánh vào cái thi đua rất lớn đối với anh em và đối với cán bộ. Tôi không để xe bẩn như mọi năm nữa. Nếu mà tiến triển nhanh thì báo cáo các đồng chí là đầu tháng 2 để chúng ta nhận được xe. Nhưng tôi vừa đọc được một cái thông tư mới nhất là chúng ta lại đang bị khúc mắc về cái Euro 2 và Euro 4 của cái đăng kiểm Việt Nam, nên là chúng ta có nhập xe về được nhưng cũng không đăng ký được luôn. Đấy, là chúng ta đang lại bị thiệt thòi cái vấn đề này. Tôi chậm một ngày tôi bị thiệt thòi rất nhiều trong một ngày. Từ cái Euro 2 chuyển sang Euro 4, Việt Nam chán rồi, bây giờ vừa quay sang là vệ sinh môi trường, ô nhiễm môi trường. Tôi ký hợp đồng xong rồi, giờ bắt đầu mới có cái công văn mới ra của thông tư bao nhiêu này. Báo cáo các đồng chí đến là chúng ta lại đang gặp một trở ngại về cái xe cộ đấy. Ngoài 60 con xe trộn đấy ra thì tôi còn 10 con xe men để chạy trong mỏ Quang Long. Báo cáo các đồng chí là tổng chúng ta là 70 con xe mà chúng ta chuẩn bị về đến cửa khẩu rồi. Đấy thì là báo tất cả các đồng chí đấy. Để về quy chế, các đồng chí lái xe Thanh Trì, Mỹ Đình nhớ là năm nay xe mới là chúng ta phải giữ gìn sạch sẽ, an toàn. Còn toàn bộ xe cũ như lúc nãy tôi nói, lúc sáng tôi nói là các đồng chí giao lại toàn bộ xe cho tôi để tôi sửa chữa và làm lại, sơn xì lại vào, cải trang lại toàn bộ lại, bảo dưỡng bảo trì giống như xe mới bình thường, để tôi giao cho vào đồng chí Hùng trong Quảng Nam và đồng chí Tuấn Hà Nam. Đấy, còn thì về trắng là chặn lắm qua lạc thì tôi chưa quyết định được nằm ở đấy hay đây hay là tôi chuyển đi, vì cái chặn lắm qua lạc hiện tại chúng ta cũng chỉ được có mấy ngàn khối một tháng. Nhưng thực tế về phần kinh doanh ở trên lắm qua lạc rất khắc nghiệt, đây khả năng là tôi rổ đi dựng vào các dự án. Chúng ta bây giờ bắt buộc cũng phải đánh theo dự án để nuôi, chứ đi thương mại mãi thì cũng chết. Đấy thì ai có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Alo. Báo cáo với ban lãnh đạo công ty, hôm nay là ngày gặp mặt đầu xuân đầu năm của công ty. Thứ nhất tôi xin kính chúc hạnh phúc, đoàn kết, thắng lợi mới. Sáng thì chả chúc, bây giờ đang họp thì chúc. Bây giờ ký kín mà, có được ký kín từ sáng sớm không? Thì báo cáo với anh thúc rồi, cảm ơn anh chuyển cái mic cho anh đội ngũ bên này để anh đang có câu hỏi. Anh có ý kiến hay là anh thúc? Tôi có ý kiến một tí ạ. Thế anh nói anh có ý kiến đi cho nên anh phải làm chuyện. Báo cáo với ban lãnh đạo công ty là gặp mặt đầu xuân năm 2017 thì tôi có một ý kiến này. Thứ nhất là hệ thống phần bơm của công ty Việt Hàn thì thực sự ra là nói về bơm thì nó rất là khó khăn. Anh em công nhân thì bây giờ đang thiếu, mà hệ thống công trường giữa ban lãnh đạo giám đốc công ty và phòng kinh doanh cũng có nhận hàng và đơn đặt hàng của các đơn vị, thì một cụ là cũng mong muốn rằng là khi nhận và hợp đồng các đồng chí cũng phải làm chắc chắn về hợp đồng để phục vụ khách hàng cho nó đàng hoàng. Thì nhiều lúc ra khách hàng ép lại mình quá nhiều, thành thử là cũng rất vất vả cho anh em đổi bơm và người điều hành bơm. Và cái thứ hai nữa là hiện tại về điều hành bơm thì đang thiếu, thì đề nghị ban giám đốc công ty xem xét có người để năng lực để tạo điều kiện để cho công ty làm việc và anh em công nhân của tổ dừa, thì xin ý kiến giám đốc công ty. Còn tôi sẽ linh hội hết các vấn đề của trạm và cái quyết định và những cái quy chế của công ty đặt ra của trạm Mỹ Đình. Tôi xin hết. Rồi, cảm ơn đồng chí. Thật sự nếu mà nói về tuổi bơm, tôi đang rất là đau đầu, rất là mệt mỏi về tổ bơm. Nếu như cá nhân tôi đứng ra điều hành, đứng ra tôi làm, thì báo cáo các đồng chí đối với tôi không có gì để vất vả, không có gì để ngại. Nhưng tôi không thể làm được điều này nữa, vì bây giờ không phải là mỗi công ty Việt Hàn, mà tôi còn đang làm rất nhiều việc ở phía trước. Thật sự ra việc này đúng ra ấy, tôi chỉ là người đi nhận việc về,
sau đó các đồng chí tự tổ chức làm. Nhưng hiện tại thì chúng ta chưa làm được từ điều đó, từ cái to nhất cho đến cái nhỏ nhất, gần như tôi cũng phải nhúng tay vào thì việc nó mới trôi. Thì báo cáo đồng chí Bắc và tất cả anh em trong công ty, về riêng về phần cái bơm, tôi cũng đang cho xác định lại xem tổng trị giá của nó hiện tại là còn bao nhiêu tiền. Sau đó ai ở trong công ty nhận khoán được mà làm được thì tôi giao khoán lại cho các đồng chí đó. Còn nếu như không nhận khoán được thì tôi cũng đành phải đứng ra bán cho một đơn vị nào đó. Sau đó cái toàn bộ sản lượng bơm của công ty Việt Hàn này tôi sẽ giao lại cho người ta để người ta làm. Thật sự tôi rất mệt mỏi. Các công ty họ có 3 cái bơm, họ làm một năm mà lợi nhuận rất là cao. Trong đó tôi rất nhiều bơm làm thì lỗ đi. Trong đó việc tôi báo cáo với đồng chí, nếu mà nói về doanh thu bơm của công ty Việt Hàn không dưới 35 tỷ đến 40 tỷ trong một năm. Và trong cái đó là các đơn vị nào cao nhất cũng chỉ đến được 60 tỷ. Bơm rất nhiều, sản lượng rất lớn, làm vẫn cứ lỗ, công nhân thì không đảm bảo, cứ kêu nó không có việc, làm được bao hôm lại nghỉ. Thì tất cả vấn đề này được báo cáo của đồng chí đều là do cán bộ hết, không qua do ai cả. Tôi khẳng định ngay điều đó. Lương của nhân viên bơm hiện nay báo cáo của đồng chí đang rất cao, bình quân là 11 triệu trong một tháng. Bình quân là 11 triệu trong một tháng là bỏ túi mang về nhé. Tôi chưa nói đến ăn ở đi lại đâu. Báo cáo các đồng chí thế. Nếu mà nói về lương thực tế là các đồng chí đang rất cao. So với tôi nói so luôn kể cả phần lái xe trộm, cao hơn, rõ ràng là cao hơn, cao hơn cả đội sửa chữa. Đấy, lắm người bây giờ đang làm sửa chữa và xin sang làm bơm. Tôi dẫn chứng cho tất cả chúng ta những cái điều gì. Cái này tôi đánh giá là do con người chúng ta có ý thức làm việc hay không làm việc thôi. Có ý thức điều hành hay không điều hành. Còn tôi nghĩ không có chuyện gì khó. Vì tại sao trước kia tôi giảm một mức lương rất thấp. Báo cáo các đồng chí là trước kia tôi trả mức lương là có 600 đồng trên một khối, hoặc là 800 đồng trên một mét khối. Cao lắm lên bắt đầu dần dần lên 1.000 đồng trên một mét khối bê tông. Mà lương chúng của mọi người cũng đạt được 12, 13 triệu. Trong cái đó là bây giờ giả gần 2.000 đồng trên một mét khối. Thậm chí 2.000 đồng, 2.500 trên một mét khối vận hành. Mà vẫn kêu thấp. Thì tôi hỏi rằng chả hiểu chúng ta làm cái gì. Như đồng chí Long như thế nói ấy, 3 người vận hành một con bơm và một cái bơm và một cái cần phân phối 33 triệu cho một dự án. Báo cáo các đồng chí, dự án chỉ làm chưa nổi 1.000 khối đâu mà tôi đã phải giảm 33 triệu. Mà các đồng chí nhân xem có 45.000 đến 5.000, 50.000 đồng cho một khối. Mà với là bao nhiêu? Một tháng các đồng chí làm được 1.000 khối tôi được có 50 triệu. Nguyên trả lương cho các đồng chí mất 33 triệu. Chưa có tiền dầu, chưa có tiền khấu hao máy. Tôi hỏi các đồng chí lỗ hay là được? Các đồng chí tự nghĩ xem. Tôi đã phải gồng mình bù lỗ để lấy được các đồng chí làm. Đến bây giờ bơm các đồng chí dây rớt ra một cái sàn hót có một tí thì thôi, các đồng chí kiện lại tôi là nhận công trình khó. Cho nó là khó, nhưng đối với tôi thì không phải là khó. Tôi lại muốn đẩy một cái bước ngoặt khác, khác người đi, là tôi làm dọn cả vệ sinh để tôi lấy nhiều việc lên các đồng chí làm. Nhưng các đồng chí không hiểu, nó là một cách kinh doanh với các đồng chí ạ. Còn một đồng chí bần nông ấy, chỉ biết là tao làm hơn một tí là tao thiệt. Nhưng không phải thiệt đâu. Các đồng chí làm hơn một tí nhưng các đồng chí có nhiều việc lên thì các đồng chí có nhiều lương.
Nhưng điều này không ai nhìn ra, mà chỉ tin rằng tao làm việc nhiều mà lương tao chỉ có bằng đấy. Báo cáo các đồng chí, nếu như tôi không nhận như thế thì chúng ta không có việc, mà nó không đảm bảo lương các đồng chí. Các đồng chí được bao hôm các đồng chí nghỉ, bao hôm các đồng chí nghỉ tôi không trả lương, đương nhiên các đồng chí mất một tháng đi làm. Đây là quan điểm rõ ràng giữa doanh nghiệp và cá nhân. Các đồng chí tự suy nghĩ xem có đúng không? Các đồng chí phải nghĩ logic cơ. Còn nếu như đằng thẳng đi mà làm giống như đơn vị khác, tôi đố các đồng chí vào mà làm được người ta đấy. Tôi đố đồng chí phục vụ bơm được người ta đấy. Về cách suy nghĩ, cách kinh doanh, tôi không giỏi hơn mọi người ở đây, nhưng báo cáo các đồng chí là tôi có một cái tư duy của tôi khác mọi người. Và trong đó là ngành bê tông phải công nhận tôi là thằng khác người đấy. Tôi xin lỗi các đồng chí, nếu mà nói hay hơn nữa là người ta gọi tôi là thằng phố điên. Đúng, phố điên tôi mới nhận kiểu đấy đấy. Nhưng các đồng chí không hiểu được cái điên của tôi đâu. Các đồng chí xem bây giờ cạnh tranh nhau từng tí một, hở ra một cái là các đơn vị khác còn làm ngay. Nhưng các đồng chí không hiểu được cái điều đó. Các đồng chí chỉ kêu vất vả thôi. Còn so với tôi ngày xưa ấy, thì báo cáo các đồng chí nhàn hàng nghìn lần. Bản thân tôi học đại học xong ấy, xin lỗi các đồng chí, lương 1,1 triệu thôi. Tôi làm ngày làm đêm, chứ không được như ngày hôm nay đâu. Ở đây có nhiều các đồng chí ngày xưa làm cùng tôi, các đồng chí hiểu. Ở đây nếu mà nói phải hiểu được là ông Cao một trạm thủ kho Thanh Trì, ông hiểu thành phố ngày xưa làm như thế nào đến có ngày hôm nay. Báo cáo các đồng chí đấy, ngày xưa ông Cao làm thủ kho ấy, ở bên 665 ấy, ông còn sướng hàng nghìn lần tôi. Tôi ăn chả khó đâu, làm suốt ngày suốt đêm, vừa bán hàng vừa điều hành, vừa phải chịu trách nhiệm về chất lượng, vừa phải đi thu hồi công nợ, vừa phải làm công nợ. Báo cáo các đồng chí làm đúng từ tròn từ ăn nhất, bắt đầu từ không bán hàng. Nhưng các đồng chí bây giờ phân việc rồi thì các đồng chí kêu cảm thấy vất vả quá. Nhưng thật sự đối với tôi thì không có gì vất vả, không có gì chúng ta không làm được. Chúng ta có đồng tâm làm hay không thôi. Thế về cái điều kiện bơm là như thế anh bác ạ. Mà tất cả anh em của bơm, tôi cũng sẽ có một buổi gặp riêng anh em tổ bơm trong một tuần gần nhất đây, để chúng ta thống nhất một cách làm. Còn nếu không làm được nữa, tôi dẹp luôn từ phần bơm. Nói trước anh em thế, tôi không cần. Từ lúc tôi có 20 triệu, trong 10 năm tôi làm đến ngày hôm nay, doanh thu 1,000 tỷ, thì tôi không sợ chết một số cái bơm đâu. Tôi không cần đâu. Thà nó chết đi còn hơn tôi đau đầu. Tôi khẳng định anh em thế. Tôi đang làm là làm vì mọi người, không phải vì một cá nhân của tôi. Còn tôi khẳng định nhau, 40 tỷ, 60 tỷ tiền bơm này của tôi ấy, tôi thuê lại bằng khác 2 năm sau, thằng khác được không có đống khổng lồ thiết bị này của tôi ngay. Tây Tăng muốn nhảy vào. Báo cáo các đồng chí HTB năm ngoái 3 tháng theo tôi để vấn đề này, định lý, nhưng tôi không bán. Sau đó KCB cũng theo tôi 2 tháng liền. Thậm chí đến cuối năm vừa rồi họ mới giúp tôi ra, tôi không nghe. Còn nếu như tôi bán, họ nuốt xong cái đống thiết bị của tôi rồi. Mà họ chỉ bơm cho tôi thôi, họ không cần mang bơm đi làm ngoài, với cái sản lượng của bê tông nhà. Nhưng mà chúng ta làm được không? Hay là chỉ có mỗi tranh thuệ này? Ai dám đầu tư chất xám để làm không? Báo cáo của đồng chí đây, tôi dẫn chứng đồng chí Huy Sài Gòn, em con ông chú tôi, mấy con bơm ở ngoài này rách ngoài này vào vận lộn trong Sài Gòn. Đến bây giờ họ có chết đâu, họ vẫn ngủ có hao mà, họ vẫn có lãi cho anh em mà. Tại sao chúng ta ở đây không làm được, mặc dù trong khi họ làm chỉ một tháng chỉ được 1,200 khối một đầu bơm, mà chúng ta ở ngoài này một tháng thấp nhất là
1.700-2.000 trở lên. 2.000 dưới tôi đã phải bù lỗ cho các đồng chí rồi. Tôi ký hợp đồng với đồng chí là 2.000 dưới tôi phải bù lỗ. Đấy, tôi hỏi các đồng chí xem. Một cái bài toán này thực sự là các đồng chí nên vắt tay trên trán suy nghĩ một chút về vấn đề cách làm của chúng ta. Còn tôi nói rồi, tôi giờ tôi phải đi quan hệ, tôi lấy việc về cho anh em làm để anh em thực hiện. Chứ không còn đủ sức để 24/24 theo các đồng chí đi làm từng công trình, từng ca bơm nữa. Việc đấy tôi không thể làm được nữa. Nếu không làm được, báo cáo các đồng chí tôi dẹp, chứ tôi cũng không mơ. Còn tôi bán cái thiết bị của tôi bán lúc nào được. Nên các đồng chí không phải lo. Tất cả tôi làm ở đây là tất cả các đồng chí vì công ty Việt Hàn, chứ không vì tôi đâu. Công ty Việt Hàn lớn mạnh thì các đồng chí lớn mạnh. Tôi đến giờ này tôi rất tự hào. Xin các lỗi các đồng chí anh em công nhân, từ anh em xa hay gần, thì tôi trước khi tôi nói các đồng chí rồi, chúng ta đã về làm với tôi là đều chung một nhà cả. Các đồng chí ở và làm việc chúng tôi còn nhiều hơn là cái thời gian các đồng chí ở với bọn con bố mẹ các đồng chí nhiều lắm. Tôi khẳng định các cái điều đấy mà. Thì tại sao chúng ta không tôn trọng nhau? Tại sao chúng ta không bảo nhau để mà làm giống như một gia đình? Thật sự người nào không có lý tưởng đấy thì chúng ta thất bại hoàn toàn. Tôi dẫn chứng tiếp theo là gì? Công ty Quang Minh và công ty Quang Long. Trước kia công ty Quang Long là cổ phần với công ty Việt Hàn chúng tôi là 49%. Công ty Việt Hàn 49% và công ty Hồng Hà là 51%. Báo cáo các đồng chí, những ai đang ở công ty Quang Long mà thời còn thời Hồng Hà, lương của các đồng chí đạt mức maximum 2.5-3 triệu. Mà đến bây giờ các đồng chí đạt mức lương hơn 10 triệu một tháng. Đấy, tất cả là cái nỗ lực của các đồng chí và chất xám của tôi để cho các đồng chí tạo được đồng lương đến ngày hôm nay. Kể cả là công ty Quang Minh, báo cáo các đồng chí lương chúng ta chỉ có 2 triệu, thậm chí 1.5 triệu. Một người kỹ sư mỏ chúng ta chỉ có 7 triệu. Tôi dẫn chứng giám đốc nông hiệu bây giờ. Mà đến bây giờ ông là 25 triệu một tháng, chứ không phải ít tiền. Và công nhân bình quân bây giờ ít nhất là cũng 8 đến 10 triệu trở lên. Mục đích của tôi yêu cầu, tôi giao ban với công ty là chúng ta phải đạt được mức lương là từ 12 triệu đến 15 triệu đồng trên một đầu người, trên một năm. Không phải riêng thì công ty Quang Minh Quang Long, mà tất cả các đơn vị trực thuộc công ty Việt Nam, chúng ta đều phải phấn đấu mức lương là từ 12 triệu trở lên, không riêng gì ai cả. Báo cáo các đồng chí đấy. Còn tất nhiên là anh em công nhân chúng ta, ai làm ở thuộc lĩnh vực nào thì chúng ta hưởng theo cái lĩnh vực đó, chứ không thể không được. Đấy, như năm nay, năm 2017, lương tối thiểu chia cho một đầu người chắc chắn là của công ty này tôi sẽ giảm thấp nhất là từ 5 triệu trở lên, từ người quét rác đến người nấu cơm, không có dưới. Tôi nói các đồng chí đấy. Còn tất cả những đồng chí làm cao này sao? Mức lương cao nhất của tôi cũng hy sinh giảm giả đến 100 triệu cho một đầu người. Nếu như ai làm được. Còn về an sinh xã hội thì tôi cũng dám khẳng định toàn thể anh em công nhân, tôi làm công ty Việt Hàn này giống đúng như một đơn vị nhà nước. Tôi làm áp dụng theo quy chế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ không phải là theo quy chế của ông Phú hoặc là một tôi bị nó khác. Thậm chí tôi đang còn làm rất tốt mà còn hơn cả nhà nước rất nhiều. Những cái lợi ích cho toàn bộ anh em cá nhân của công nhân. Về mặt xã hội
an sinh xã hội, lương tôi đảm bảo. Mặc dù những tháng vất vả khó khăn, tôi nợ các đồng chí, nhưng chưa bao giờ Tết nào tôi nợ ai một đồng nào. Tôi khẳng định các đồng chí thế. Chỉ có chậm đến 26 Tết là cùng, đến 27 Tết là cùng, là tôi phải thanh toán dứt điểm cho tất cả các đồng chí, chưa bao giờ để nợ cho ai. Còn một số anh em nợ đặt vặt tất cả các đồng chí là do chứng từ các đồng chí không đủ đảm bảo để thanh toán. Vì tại sao? Đảm bảo thanh toán là các đồng chí phải đủ hồ sơ giấy tờ thì công ty mới thanh toán được các đồng chí. Rút đồng tiền ra không đơn giản các đồng chí. Các đồng chí đừng nghĩ là tôi rút đồng tiền ra là của tôi, không phải đâu. Theo quy định của nhà nước đấy, chứ không phải thích rút là rút được đâu. Phải có chứng từ mới rút được đồng tiền ra các đồng chí ạ. Không có là giống như Giang Kim Đạt ấy, vào tù sớm rồi tử hình đấy. Chứ không phải là tôi thích rút là rút được đâu. Để các đồng chí hiểu, phải có chứng từ, phải có đủ mọi chứng từ thì chúng ta mới rút được đồng tiền ra để thanh toán. Nên vì thế tôi yêu cầu các đồng chí cán bộ công nhân, chúng ta đi làm hết tháng, chúng ta phải có hồ sơ thanh quyết toán để cho các đồng chí kế toán, đồng chí làm việc. Còn các đồng chí kế toán không thanh toán các đồng chí khi đủ chứng từ thì các đồng chí khiếu nại lên thẳng ban giám đốc hoặc là phó đốc để người ta xử lý, có trách nhiệm xử lý cho các đồng chí. Về mặt tiền lương, đấy, về mặt xã hội thì trong một năm chúng ta có một là buổi gặp mặt đầu năm để chúng ta tất cả từ xa xôi cho đến gần xa chúng ta về đây một nhà, rồi gặp mặt nhau chuyện trò, rồi là nghe ca nhạc, rồi ăn một bữa cơm chúc đụng nhau một năm, coi như là cuối năm chúng ta không tất niên được thì tôi phải tổ chức ở đầu năm. Báo cáo các đồng chí thế, đúng lẽ ra thì là chúng ta là tất niên cuối năm, vì tất niên cuối năm rất nhiều việc nên công ty cũng không tổ chức được và các trạm cũng không thể làm được. Vì thế tôi phải nghĩ ra từ đầu, từ hồi tôi bắt đầu thành lập công ty mà từ bắt đầu tôi có một đồng tiền, tôi phải nghĩ ra là gì? Đầu năm là chúng ta phải gặp mặt nhau, vừa là một cái chào hỏi nhau, vừa là đọc cho nhau một cái quy chế để chúng ta tự tin chúng ta làm trong năm đó. Báo cáo các đồng chí thế, để mình biết là mình làm ở đây có lấy được tiền ra hay không, đồng lương mình đạt được bao nhiêu. Tôi muốn là muốn như thế. Thứ hai là ngày tổ chức sinh nhật công ty là ngày 16 tháng 6 thì công ty cũng sẽ tổ chức đại hội thể thao cho từng đơn vị để về thi đấu với công ty. Tổng giải thưởng của các năm thường thường nó là vào khoảng 200 triệu cho cái giải thưởng đó, cho tất cả các giải. Tổng giải thưởng 200 hay là 300 gì đấy, tôi nhớ nhớ bằng máng thôi, không nhớ được chi tiết đâu. Thì báo cáo các đồng chí thế, sau cái sinh nhật 16 tháng 6 thì chúng ta có tiết mục là đi nghỉ mát 6 tháng đầu năm. Đi nghỉ mát thì báo cáo các đồng chí là chúng ta chia làm hai đợt, vì vừa đảm bảo sản xuất một nửa và đảm bảo nghỉ mát một nửa. Đấy, báo cáo các đồng chí đấy, thì dự kiến năm nay của tôi là sẽ mời anh em là chúng công nhân chúng ta năm nay là một là đi nghỉ mát ở trong Đà Nẵng, vừa thăm cái trạm trộn của anh hùng trong Đà Nẵng và cái dự án Quảng Nam của công ty. Thì báo cáo các đồng chí như thế. Thế là chúng ta năm nay nếu mà đi là phải 4 ngày chứ không phải 3 ngày nữa đâu. Đấy, nên là cái phần chi phí của tôi là hơi tốn đấy. Đấy, các đồng chí không muốn tốn đấy, thì các đồng chí mỗi người làm cố thôi thêm giờ một ngày là nó đỡ thôi. Đấy, để chúng ta lấy cái phục vụ mà đi nghỉ mát. Hai nữa là chúng ta phục vụ cái cuối năm của cái năm tất niên, của cái năm nguyên tắc nguyên đám là chúng ta có tiền thưởng cao hơn. Thì báo cáo các đồng chí như năm vừa rồi thì công ty không có lãi lắm, nhưng công ty cũng cố gắng trích ra một phần thưởng cho anh em, cho công ty. Đấy, thì tôi nó là một cái tình cảm
anh em dành cho anh em cán bộ quân nhân. Còn về công ty Quang Long, Quang Minh, anh có một đồng chí nào ở vừa Quang Minh hay Quang Long ấy là định phát biểu ấy, thì đồng chí phát biểu nốt cho tôi xem nó là cái gì, thì đồng chí ý kiến cho tôi một chút. Đồng chí Trường chuyển mic cho đồng chí. Alo, kính thưa các lãnh đạo, tôi là bảo vệ ở trên mỏ Quang Long, tôi cũng có một ý kiến này. Hiện nay là mức lương của tôi chỉ có 3 triệu rưỡi thôi. Đấy, công việc thì với mức lương này là chúng tôi quá thấp, thì là chỉ tạm đủ là chi tiêu riêng cá nhân thôi, chứ không hỗ trợ được gia đình. Thế là có ý kiến xem chắc là các đồng chí lãnh đạo xem mức lương có thể là nâng lên chưa không? Hai nữa là công việc thì nó là cứ đều đặn. Đấy thì là tôi mới trông thấy là trong văn bản là vì là có 4 triệu rưỡi đấy, thì là không biết là đã từ lâu rồi hay là mới áp dụng năm 2017 này. Xin hết. Báo cáo với anh là về mức lương thì nó chia từng vùng. Vùng 1, vùng 2, vùng 3. Vùng thành phố thì ăn xài tiêu nhiều hơn. Em gọi như lúc sáng em nói là cái cần phân phối bây giờ là khoán như thế thì bọn em có phải đi phân cần hay không? Và cái trạm mình đây bây giờ là người vận hành trạm là tới đâu hay là chỉ ăn người vận hành thôi, hỏng đâu gọi sửa chữa ra làm hay như nào? Có lại người của bọn em là ít và cần phân phối thì bọn em sửa thì sửa được, và xe bơm nước thì bây giờ là cô không phải tách ra nữa mà bọn em sửa luôn cả bơm và cả xe luôn để dễ quản lý người. Còn bây giờ mà tách riêng ra thì có quản lý lắm, ngay đi nâng cần, mai đi nâng cần thì không biết đâu một lần. Đấy, còn mà khoán thì anh khoán cần rồi thì người ta vận hành được thì người ta phải nâng được, sửa chữa không sửa chữa được thì bọn em sẽ đi làm việc đó. Và trạm thì người vận hành làm việc gì tới đâu và bọn em làm tới đâu thì anh cho ý kiến cho nó. Báo cáo chưa hiểu là lúc nào. Vâng. Báo cáo sếp là tôi là bảo vệ ở mỏ Quang Long ở trên đồi cơ. Anh ở trên Quang Long ạ. Vâng, trên đồi. Vâng, thì tôi sẽ xét lại cái vùng núi của anh ở trên Quang Long. Vì là thực sự ra ấy, lương ấy thì về là lấy theo, trả theo từng vùng đấy. Anh ạ. Trả theo từng vùng. Có nghĩa là mức bình quân của vùng đấy nó là bao nhiêu thì công ty áp dụng cái mức lương để trả cho cái vùng đấy. Thế bây giờ anh ở cả cái xã, anh chủ tịch xã giờ đang 3 triệu, bây giờ anh 7 triệu thì họ bỏ hết chủ tịch xã, họ làm cho tôi thì chết. Ý kiến tôi là đi là bảo vệ trên đồi nhưng mà nói chung là nó vất vả hơn là ở nơi tất cả là ở công ty. Rồi cái này tôi sẽ ghi nhận anh nhá, tôi sẽ ghi nhận và tôi sẽ điều chỉnh lại cái vấn đề. Hỗ trợ thêm cho anh em trên đồi. Rồi tôi sẽ có cái nghiên cứu để hỗ trợ cho anh cái việc này nhá. Ai có ý kiến gì nữa không nhỉ? Đồng chí Long,